Gấu đi cài, Việt sắp hại mọi người nhấn like. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2033, Đạt Dít bị đánh thức bởi một tiếng hét. Anh Huệ đứa nào sáng sớm rầm đèn, không để ai ngủ. Vì cuối tuần này là ngày nghỉ năm mới, trường có 3 ngày nghỉ, ngoại trừ Đạt Dít và đồn lầu mọi người trong ký túc đều đã về nhà. Thế là đêm qua hai người họ đã thức đêm xem xét. Đến sau 3 giờ hơn, dự định sẽ ngủ cho đến khi tự thức dậy vào hôm nay. Nhưng tiếng la hét bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, ngoài ra còn có xu hướng tăng lên. Đạt Dít định mở rèm để hỏi thăm sức khỏe với thế giới bên ngoài. Lúc này, đồn lầu đột nhiên nói ở cửa sổ, có gì đó không bình thường ở bên ngoài, tôi cảm thấy như có zombie. Nghe điều này, Đạt Dít vội đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn. Trong khuôn viên trường vào lúc này, zombie đang truy đuổi học sinh khắp nơi. Lớ ngớ bị zombie bớ quật ngã và ăn thịt. Cánh cửa ký túc xá bất ngờ bị vật gì đó đập mạnh, kèm theo một tiếng gầm kỳ lạ. Ký lùm mé toang rồi bu em ạ. Đồn lầu liền phát ngôn, may mắn là vật đập vào cửa chỉ đập chúng 2 lần rồi bỏ đi. Đứng dậy giúp tôi lộn cái bàn, chúng ta cần chặn cửa. Tôi không tin tưởng cánh cửa này chút nào. Nhanh gọi cảnh sát đi, Đạt Dít nói với đồn lầu. Điện thoại di động vô dụng rồi không có tín hiệu, chắc nó cũng trốn zombie rồi. Nếu thảm họa thực sự xảy ra, để tồn tại, chúng ta phải đảm bảo đủ nguồn thức ăn và nước uống. Điều đáng sợ nhất trong tận thế chính là zombie và lòng dạ con người. Khi phải đối mặt với thảm họa, bạn sẽ thấy mặt xấu nhất của lòng dạ con người. Vì vậy chúng ta cần một số vũ khí tự vệ và thuốc men. Sau đó anh ấy nói với đồn lầu, tận dụng điện nước trước khi bị cắt, chia nhau đi tìm thùng chứa nước, sạc đầy tất cả các sạc dự phòng, tất cả đồ ăn sẵn có phải gom lại. Họ tìm kiếm và di chuyển, thu thập nguồn cung cấp, khắc phục vấn đề. Tổng cộng có 4 gói hào hảo được thu thập. Nửa chai dốc két 1 giờ, một túi mù tạt vụn và nửa hộp sữa, khoai tây chiên và một ít sô-cô-la. Lượng đồ ít ở này không đủ cho chúng ta ăn trong 2 ngày. Đồn lầu nói, nếu không có ai đến cứu trong 2 ngày nữa, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Trong khi vẫn đang thảo luận, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh bị mở. Chú Tư, bạn nghĩ chúng ta cần thu thập bao nhiêu vật tư? Bạn có muốn đến căng tin của trường không? Có quá nhiều zombie ở gần căng tin, không dễ. Bây giờ có ít người ở lại, tôi có chìa khóa. Đầu tiên hãy thu thập vật phẩm trong ký túc xá. Đây là giọng quản lý ký túc xá. Nghe cuộc trò chuyện này, tôi biết họ chắc hẳn đến đây để lấy đồ. Cả hai chúng tôi đều trở nên lo lắng ngay lập tức. Tôi vội bảo đồn lầu tới chặn cửa lại. Chẳng bao lâu nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía chúng tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chìa khóa tra và ổ vang lên. Ổ khóa cửa quay lại trước mắt chúng tôi. May mà vừa rồi cửa đã bị khóa, bằng không, em rằng lúc này cửa đã mở ra rồi. Cửa không thể mở được bên ngoài, nhưng không bỏ cuộc, họ đá mạnh vào cánh cửa. Một con phóng lợn sắc bén đột nhiên chen vào qua khe cửa, đưa lên đưa xuống. Tôi đột nhiên hạ giọng, một vài âm thanh kinh hoàng được thốt ra từ cổ họng. Đồn lầu sợ đến mức suýt cười thành tiếng. Thật chào nái mà, lại có zombie rồi, đến ký túc xá 216 thôi. Nghe bước chân xa dần, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi bắt đầu lo cho bạn cùng lớp chồn liều phòng bên cạnh. Bạn cùng lớp chồn liều tên đầy đủ là chồn máu liều, nhưng tôi không biết tại sao, anh ấy không thích khi chúng tôi gọi anh ấy bằng tên đầy đủ. Tôi chỉ có thể gọi anh ấy là chồn liều, ngay cả khi giáo viên gọi anh ấy, cũng cố kìm nước mắt. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh bị đá mở, sau đó là những giọng nói phấn khích của những người khác. Có vẻ như đang nói rằng ở đó có rất nhiều đồ ăn nhẹ, đủ để họ ăn trong vài ngày, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây. Sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, họ đã ở lại với đồ ăn bên cạnh. Chẳng lẽ chồn liều bị bọn hắn khử rồi? Không thể nào, anh chàng chồn liều đó thường rất nhanh nhẹn, luôn luôn chạy trước, sẽ không ngồi yên chờ chết và lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đánh nhau nào. Ngay khi chúng tôi đang suy đoán về anh ấy, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa sổ, sau đó một người đàn ông nhảy vào từ cửa sổ. Tôi và đồn lầu bị sốc, nhìn kỹ hơn, người này là chồn liều. Hóa ra anh ấy nghe thấy tiếng động từ phòng chúng tôi, anh biết tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đã nhanh chóng thu thập một số vật tư, rồi mang ba lô của nó đến chỗ chúng tôi, mở ba lô ra và nhìn. Có một số bánh quy nén và lon bên trong. Bây giờ tôi có thể cầm cự thêm vài ngày nữa. Vào ban đêm, sau khi chúng tôi ăn xong, đột nhiên tôi nghe thấy một bản nhạc quen thuộc, đến từ ký túc xá của chồn liều. Chồn liều cười tà dâm nói rằng có một món quà nhỏ. Âm thanh đến từ đâu vậy? Mau tìm nó và tắt nó đi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều thây ma ở hành lang. Chậm rãi bước về phía tiếng nhạc.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng đập cửa, cánh cửa bị mở. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng hét đáng sợ ở nhà bên cạnh. Cửa phòng bị phá xâm bi vào rồi. Mau tìm bàn và chặn cửa nhanh. Nghe tiếng hét của họ, Đôn Lâu và tôi nhìn Chồn Liều với vẻ mặt khó hiểu. Nó liền bình tĩnh nói, khóa cửa phòng tôi bị hỏng hôm qua, tôi cũng đặt báo thức, và nó kết nối với loa Bluetooth. Kế hoạch ban đầu là chờ đợi lũ zombie bị thu hút vào ban đêm, sau đó câu giờ để trốn thoát. Không ngờ bị chúng nó lừa cơ mà đáng lắm. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở nhà bên cạnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng hét, hãy cứu tôi, đừng nhốt tôi, chủ tư, làm ơn. Không ngờ ông già quản lý lại cố gắng hại người của mình. Hắn thực sự đã đẩy cháu trai của mình để thu hút zombie. Trước tận thế, bản chất con người mới thực sự bộc lộ. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy ký túc xá nữ đối diện. Đã có một vài ngọn đèn bật sáng, chứng minh rằng có người sống sót ở đó. Chúng tôi đồng ý thay phiên nhau canh chừng vào ban đêm, vì tôi không biết liệu có trường hợp nào xảy ra hay không. Có người cảnh giác, ít nhất là an toàn hơn. Thức dậy vào ngày hôm sau, xung quanh vẫn bình yên. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét phát ra từ tòa nhà đối diện, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống. Tôi vội đi xem, tôi phát hiện ra có một cô gái ở ký túc xá nữ đối diện. Không để chịu được áp lực và đã nhảy khỏi tòa nhà. Âm thanh thu hút lũ zombie. Đột nhiên tôi nghe thấy một cuộc thảo luận bên cạnh. Cứ như thế này, trong một vài ngày, chúng ta sẽ chết đói hoặc bị thây ma ăn thịt. Tốt nhất là hãy làm khi còn sức. Hãy đi mở đường ra ngoài và yêu cầu giúp đỡ, chứ ngồi chờ chết là còn cái nịt. Thay vì chờ chết, tốt hơn là nên chiến đấu với chúng. Các bạn cùng lớp sống ở phòng khác đang khá phấn khích. Khi người bạn cùng lớp đứng đầu hét lên, họ liền cầm sụp bồn cầu, cùng nhau lao ra ngoài. Chúng tôi lắng nghe giọng nói của họ trong phòng. Tôi cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc này Đồ Lầu nói, hay chúng ta cùng lao ra ngoài với họ thì sao? Chồn Liều cũng nói, bây giờ tôi sẽ lợi dụng đám đông. Hãy cùng nhau tấn công tổng lực, sẽ có cơ hội sống chút ít. Tôi ngắt lời họ và nói, đừng bốc đồng không là bốc cứt. Trước tiên chuẩn bị đầy đủ, vì chúng ta chỉ có một cơ hội. Nếu bỏ lỡ là tèo. Theo quan sát của tôi, khi có nắng vào ban ngày, zombie cơ bản ở trạng thái không hoạt động hoặc di chuyển chậm. Trừ khi có âm thanh làm phiền họ, chúng ta phải chọn một con đường tốt, cố gắng đừng đánh thức họ. Nếu thực sự không thể tránh được, để đấu tay đôi, chúng ta phải tấn công điểm yếu của họ. Ai từng xem phim zombie sẽ biết, họ là những người trưởng thành bị nhiễm virus. Họ không cảm thấy đau, đánh vào các bộ phận khác sẽ không hạ được chúng hoàn toàn. Chỉ có thể tấn công vào đầu, phá hủy não, vô hiệu hóa chúng. Chúng ta phải chuẩn bị một số vũ khí tự vệ tốt hơn. Lúc này, một chiếc cờ lê rơi xuống từ Đồn Lầu. Chồn Liều và tôi ngạc nhiên. Mọi người đừng lo lắng nhé. Tôi là thực tập sinh đang học sửa chữa ông Tô được 2 năm rồi. Cờ lê này tôi dùng để siết ốc vít. Rất hợp lý đúng không? Như tôi vừa nói, tôi là thợ sửa xe. Thật hợp lý khi có một chiếc búa bên cạnh phải không? Ha ha ha. Chúng tôi cười ngượng nghịu. Sau đó Chồn Liều nói, hãy xem thử, ta có thể sử dụng gì khác để tự vệ không? Tại thời điểm này, tôi nghe thấy tiếng la hét của các bạn cùng lớp chạy phía dưới. Hóa ra khi sống lâu, họ muốn dũng cảm. Mọi người hét lên. Kết quả là nó đã thu hút tất cả zombie ở gần đó. Họ không tụ lại để bảo vệ nhau. Kết quả là đông zombie hơn. Cuối cùng bị bao vây bởi zombie. Nhìn thấy tình huống này, Đôn Lầu sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, vừa rồi tôi không vội vã với họ. Nếu không mất to đời trai. Trước tiên hãy thu thập một số vật phẩm tự vệ. Sau đó đợi zombie về trạng thái đần trước khi hành động. Không thể ở ký túc xá, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm nhu yếu phẩm hàng ngày. Siêu thị không xa chúng tôi, bên trong có rất nhiều thức ăn và nước uống. Nếu có thể đến đó, thì chúng ta có hy vọng. Sau đó, mọi người chia ra. Thợ sửa ống nước may mắn. Bận rộn đến tối, ăn phần thức ăn còn lại, tôi nói với mọi người. Đêm nay sẽ không cần canh gác. Hãy giữ vững tinh thần, ngày mai lên đường. Lúc này trong lòng Đôn Lầu tràn đầy sinh lực. Vào buổi sáng, tôi quan sát thấy lũ zombie bắt đầu ngủ đông trở lại. Tôi sẽ thảo luận với mọi người, chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi ra ngoài sau này. Đừng đánh thức chúng. Khi xuống tầng dưới, tôi sẽ chạy nhanh đến căng tin. Nhưng chúng ta không được rời xa nhau quá. Cố gắng đi càng gần tường càng tốt. Hãy chú ý đến xung quanh. Mọi người đều gật đầu. Tôi từ từ mở cửa. Cẩn thận đi dọc theo cầu thang. Đi đến tầng 1, thoát khỏi zombie, bước ra khỏi ký túc xá. Căng tin chỉ cách chúng tôi hơn 100 mét. Ngay khi chúng tôi đến chỗ bầy zombie, đột nhiên một lon coca rơi gần chỗ tôi. Tôi nhìn lên, biết đó chính là quản lý ký túc xá. Ông già đang mỉm cười tự hào, không quan tâm nhiều. Tôi lập tức bảo mọi người chạy mau. Những thây ma phía sau cũng đang đuổi theo chúng tôi. Đến trước siêu thị,
tìm thấy cửa bị khóa. Tại thời điểm này, Đôn Lâu đã sử dụng 2 năm nghiên cứu của mình để mở khóa. Trốn Liều và tôi phòng thủ đẩy lui Sambi. Chẳng bao lâu sau đã mở khóa thành công. Chúng tôi nhanh chóng trốn vào siêu thị và đóng cửa lại. Chất lượng cửa siêu thị tốt hơn nhiều so với ký túc xá. Chúng tôi sẽ không lo Sambi xuất hiện trong một thời gian. Thấy căn phòng đầy đồ ăn, mọi người không khỏi hưng phấn. Tất cả đều bắt đầu ăn với giá 0 đồng. Ăn xong mọi người ngồi nghỉ ngơi, bắt đầu thảo luận về các bước tiếp theo. Tôi đã nói với mọi người, thực phẩm hiện tại, nó đủ dùng cho chúng ta 1 năm rưỡi, không vấn đề gì, nhưng chúng ta không thể ở đây mãi được. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài lúc này. Đầu tiên ta cần xem có bao nhiêu người sống sót trong trường. Bây giờ đang là kỳ nghỉ, sẽ không có quá nhiều sinh viên trong trường. Nhưng nếu có thêm một người, đội ngũ của chúng ta sẽ có thêm sức mạnh. Tốt nhất là nên là con gái. Bằng cách này chúng ta sẽ không phải lo lắng. Một ngày nào đó sẽ thực sự khó khăn. Trôn Liều vừa nói vừa nở nụ cười tà dâm của mình. Chuyện như này mà bạn còn lớn à? Đồ Lầu nghiêm túc nói, nhưng nét mặt đột ngột thay đổi. Nhưng tôi quan sát thấy dường như có người sống sót trong ký túc xá nữ. Ha ha ha, dưới nụ cười tà dâm của họ, tôi sẽ không giả vờ nữa. Anh em chung chí hướng rồi. Nói thật chứ, kế hoạch tiếp theo của tôi là đến ký túc xá nữ để giải cứu. Hôm qua tôi thấy hoa khôi của trường trên ban công. Cô ấy vẫn chưa bị nhiễm bệnh. Trong giây lát, một nụ cười tà dâm vang lên từ siêu thị. Một dòng máu sôi trào trong tim tôi. Thời điểm này chúng tôi đã quên rằng đang sống trong tận thế. Nhưng để đến ký túc xá nữ để giải cứu cô ấy, vẫn cần phải chuẩn bị một số thứ. Vừa rồi khi chúng ta đang chiến đấu với lũ zombie ở cửa, đã nhận ra là vũ khí chúng ta có không đủ tốt để gây sát thương hiệu quả. Chỉ có thể đẩy chúng đi. Điều này rất bất lợi cho chúng ta. Nếu bị mất sức quá, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ chúng ta vẫn phải xem xét ở đây có vũ khí gì không. Kẻ thù hiện tại của chúng ta ngoài Sambi ra, có thêm ông già quản lý ký túc xá. Anh ta cố tình ném một cái lon, muốn giết chúng ta. Người này phải đề phòng. Sau đó, mọi người chia nhau bắt đầu tìm kiếm vũ khí sẵn có. Một lúc sau Trồn Liều tới chỗ hộp cứu hỏa. Nhìn thấy diêu cứu hỏa, kích thích anh ấy. Chịu không nổi anh đã múa quạt. Đôn Lầu cũng tìm thấy một cái cưa máy ở đâu đó. Cái cưa này rất mạnh. 1 mét gỗ. Có thể dễ dàng cưa ra mà không cần nỗ lực nhiều. Chưa kể Sambi. Và tôi đến văn phòng bên trong. Ngay khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy một con katana được đặt trên bàn. Đây là thanh kiếm của những samurai. Tôi lấy nó và chém thử. Tuy là hàng chợ, nhưng chất liệu rất đỉnh cao. Ngoài ra còn có dòng chữ lưu lưu đồ chó được khắc trên đó. Anh đủ con chó nào làm cái kiếm này đây? Thôi thì dùng đỡ vậy. Chúng tôi tập hợp lại với nhau cùng vũ khí chúng tôi tìm thấy. Sau đó chờ đợi, đến ký túc xá nữ để giải cứu. Cùng lên nóc siêu thị quan sát tình hình. Phát hiện ra lũ zombie lại bắt đầu bước vào trạng thái bị đần. Bây giờ là buổi trưa, khi mặt trời mạnh nhất. Đây cũng là lúc zombie yếu nhất. Đây là thời điểm tốt để đi giải cứu. Vũ khí của Đôn Lầu quá ồn ào, dễ dàng thu hút zombie và quá nặng, không thích hợp cho việc di chuyển nhanh. Bạn ở lại đây trước. Khi chúng ta ra ngoài cần có người ở trong để đóng cửa, kẻo đánh mất căn cứ. Khi chúng tôi quay lại, chúng ta cũng cần ai đó mở cửa. Đôn Lầu gật đầu và nói hãy cẩn thận khi ra ngoài. Đừng để bất cứ điều gì xảy ra. Tôi không muốn ở một mình. Chúng tôi đã cười. Có quá nhiều yếu tố khó lường trong hoạt động này. Trong trường hợp tai nạn, trước tiên chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Đi cứu người khác nữa. Qua quan sát đêm qua, tôi thấy ký túc xá nữ cũng có 2 phòng ở tầng 4. Đèn trong ký túc bật sáng, vẫn còn người trong vài căn phòng ở phía trước. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm vài phòng, sẽ không đủ thời gian để lục soát từng phòng trong tòa nhà. Sau đó tôi kiểm tra đồ đạc, mang theo một ít nước và thức ăn. Đi thôi, tôi mở cửa lặng lặng bước về ký túc xá nữ. Cuộc hành trình tương đối suôn sẻ, không đánh thức zombie. Xuống dưới hầm, tôi đã nói với Trồn Liều, chúng ta sẽ bước vào một nơi tối hơn trong tòa nhà. Zombie vẫn hoạt động, chúng ta nên cẩn thận hơn, hãy nhờ bám sát vào tôi. Sau đó chúng tôi bước vào cửa. Ngay khi tôi bước vào, đám zombie bên trong phản ứng ngay lập tức, từ từ tiến về phía chúng tôi. May mắn thay không có nhiều, đã giải quyết dễ dàng. Đến tầng 2, loại bỏ zombie ở hành lang. Tôi gõ vào một trong những cánh cửa. Đây là ký túc xá của người giám sát. Tên người giám sát là chị bé. Chúng tôi thường gọi cô ấy là Che A mà thôi. Hồi đó cô ấy nhờ tôi giúp chuyển đồ. Vì thế tôi luôn nhớ, chị bé tôi là Đạt Dít. Chúng tôi ở đây để cứu bạn. Chúng tôi đã tiêu diệt hết lũ zombie bên ngoài. Mở cửa nhanh lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Đợi cho đến khi chúng tôi vào, người giám sát ông tôi đầy phấn khích và nói, tôi tưởng chúng ta sẽ chết ở đây. Cảm ơn bạn đã đến giải cứu chúng tôi. Lúc này tôi ước gì trong phòng chỉ có tôi và cô ấy. Trôn Liều không kìm được sự thất vọng trong lòng, liền nói, mọi người đã ăn chưa? Tôi đặc biệt mang một thứ cho bạn từ siêu thị. Sau đó chị bé mới phản ứng, lùi lại 2 bước. Một người bạn cùng lớp khác trong ký túc xá nói nhỏ và vui vẻ, tốt quá, 2 ngày nay chúng tôi đã ăn đồ ăn nhẹ và mì ăn liền. Gần như tuyệt vọng,
Chúng tôi lấy thức ăn từ trong túi ra và đưa cho họ. Chị bém hỏi sao tôi lại có nhiều đồ ăn thế. Không đợi câu trả lời của tôi, Trôn Liều đã nói rằng chúng tôi vẫn còn đồ lầu. Ba người cùng nhau đi đến siêu thị. Bên trong có rất nhiều đồ ăn. Sẽ đưa bạn đến đó bây giờ. Đừng lo lắng khi bạn đến đó. Tôi dường như có một số ý tưởng. Đợi một lúc sau khi ăn, trao đổi vài lời, tôi nói với họ, tối qua tôi thấy ký túc xá bên cạnh có đèn sáng. Chúng tôi sẽ đi qua và mang họ theo sau. Bạn cũng nên sắp xếp nguồn lương thực, mang theo mọi thứ hữu ích, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi đến ký túc xá bên cạnh. Chị bém gõ cửa ký túc xá, đi vào, giải thích tình hình và cùng nhau đưa họ ra ngoài. Chị bém và tôi đã song hành cùng nhau, đưa họ tới siêu thị. Ngay khi chúng tôi đi được nửa đường, đột nhiên một zombie nhảy ra khỏi bụi rậm, hạ gục một nữ sinh cùng lớp. Nó xảy ra đột ngột, Trôn Liều phản ứng. Sau khi tiêu diệt zombie bằng một chiếc rìu, cô bạn cùng lớp đó cũng hụt hơi, tiếng la hét thu hút nhiều zombie hơn. Khi chúng tôi tăng tốc và đến trước cửa siêu thị, một nhóm zombie đang tiến về phía chúng tôi đưa cây katana chém mạnh. Đột nhiên có tiếng cưa máy vang lên. Hóa ra đồn lầu đã thấy tình hình và ra tay hỗ trợ chúng tôi. Zombie đang bị chúng tôi tấn công. Chẳng bao lâu sau tất cả họ đều bị xóa sổ. Vào siêu thị, mọi người cứ thoải mái đi. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Thoạt nhìn thì ra đó là ông già quản lý ký túc xá. Anh ấy đã thấy tôi. Sau khi tiêu diệt lũ zombie, hắn chạy ra ngoài, muốn chúng tôi cho anh ấy vào. Người quản lý ký túc xá đã đứng trước cửa, cầu xin chúng tôi cho anh ta vào. Nhìn thấy tình huống này, chị bém chỉ muốn mở cửa. Tôi nhanh chóng ngăn cô lại. Bạn có biết trước đây hắn vì lấy đồ, bạn học của chúng tôi đã bị hắn sát hại dã man. Để chạy trốn thậm chí còn hại cháu trai mình. Chúng ta không thể để loại người này vào. Đó là lỗi của tôi với các bạn cùng lớp. Cầu xin bạn cho hãy mở cửa. Cho tôi vào. Tôi đã không ăn đồ ăn thiết yếu trong 2 ngày rồi. Để tôi vào trong kiếm gì ăn rồi tôi sẽ đi. Bây giờ bạn cầu xin sự giúp đỡ sao? Khi cháu trai của bạn cầu xin bạn mở cửa, bạn đã đối xử như thế nào? Lúc này đồn lầu cũng nói đúng, không thể cho anh ta vào. Trước đây hắn muốn làm hại chúng ta. Nếu chúng ta không chặn cửa, chắc giờ này anh ta đã giết hết rồi. Nếu tôi không tỉnh dậy và đi qua cửa sổ đến ký túc xá của họ, bây giờ tôi cũng đã thăng thiên. Ba chúng tôi nhất trí phản đối việc cho anh ta vào, không phải vì máu lạnh, nhưng ở nơi tận cùng của thế giới không có bất kỳ hạn chế nào. Để một người cực kỳ nguy hiểm đến gần sẽ làm tăng rủi ro. Người quản lý ký túc xá vẫn đang cầu nguyện ở cửa. Chị bém cảm thấy thương xót. Hãy để anh ấy vào và lấy gì đó để ăn. Dù sao thì ở đây chúng ta có rất nhiều đồ ăn, có thể tồn tại rất lâu. Không có vấn đề gì, anh ta cũng là người sống, không thể chết mà không cứu được. Và chúng ta đông, ba người còn sợ một người sao? Lôn Lì cũng nói, đúng, chúng ta không thể bỏ qua mạng sống. Con gái vẫn còn ngây thơ quá. Họ không có kinh nghiệm như chúng tôi đã có hồi đó. Tất nhiên là tôi hiểu tại sao chúng ta nên phản đối việc cho hắn vào. Mặc dù có ba chúng tôi, nhưng hắn vẫn có thể lươn khươn. Một số điều khó có thể đề phòng. Nhưng bây giờ tôi không thể thuyết phục cô ấy. Suy cho cùng cãi không lại mấy con vịt. Tôi chỉ có thể nhắc nhở mọi người cảnh giác hơn. Tôi bước tới và nhìn ra ngoài cửa. Không có nguy hiểm, từ từ mở cửa. Để hắn đi vào. Ông quản lý chậm rãi lê thân hình mệt mỏi vào. Ông ấy cũng nói lời cảm ơn tới chị bém. Cô gái bạn là một người tốt. Tôi sẽ lấy ít đồ ăn và rời đi ngay. Chị bém vội vàng cười nói, ông bây giờ trông đang khá yếu. Trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt ở đây. Nói xong cô định chạy tới đỡ ông ta. Chết tiệt, ông ta đã lừa được chị bém. Nhưng không thể lừa tôi. Để lấy được nguồn cung cấp, hắn đã làm hại nhiều bạn học một cách tàn nhẫn. Không thể dễ dàng để rời khỏi nơi này. Có lẽ hắn đang có kế hoạch gì đó. Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái hét lên rồi ngã xuống đất. Ngay lập tức mọi sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào đó. Thì ra là một cô gái khác, mò tù ngất xỉu. Không rõ lý do là gì. Tại thời điểm này, ông già phụ trách ký túc xá lộ rõ bộ mặt thật. Khi chúng tôi không chú ý, hắn rút phóng lợn và kề cổ chi bém. Mau hạ tất cả vũ khí xuống, sau đó tất cả rời đi. Cô gái này sẽ ở lại. Nói xong hắn nở một nụ cười dâm đãng. Tên chết tiệt. Không ngờ rằng hắn sẽ cắn lén mà không đánh trực diện. Giờ chị bém bị bắt làm con tin, chúng ta phải làm điều gì bây giờ? Mò tù đã ngất rồi sao không? Tìm cách cứu cô ấy nhanh chóng. Ít người hơn nghĩa là bớt đi một phần thức ăn. Từ giờ trở đi hai người hãy ở đây với tôi. Của nhiên Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Làm sao mà hắn quan tâm đến mạng của người khác chứ? Ngay khi chúng tôi đang bế tắc, bất ngờ một thầy ma quật ngã hắn ta từ phía sau. Chị bém cũng chạy thoát và về với chúng tôi. Hóa ra là vừa rồi khi tôi đến đây tôi đã thu hút một số thầy ma. Khi bước vào tôi đã quên đóng cửa. Điều này tạo cơ hội cho zombie tận dụng. Đần độn tôi là chú thứ tư của bạn đây. Đừng cắn tôi, hãy cắn họ. Zombie này chính là cháu trai của ông đã bị giết. Đúng là luật hoa quả không chừa ai. Tôi nhặt katana và bước đến chỗ anh ta. Chứng kiến anh ta bị cháu trai zombie nhai đến chết. Sau đó dùng dao để giải quyết. Cho chúng đoàn tụ. Nơi trú ẩn phải gọn gàng. Chúng tôi ném chúng ra khỏi cửa. Đóng cửa lại rồi đi vào ngay xem mò tu thế nào. Chị bém vừa kiểm tra cô ấy xong. Cha mẹ của chị bém đều là bác sĩ.
Cô được nuôi dưỡng từ nhỏ, nên cũng thỉnh thoảng làm trợ lý y tế tại trường. Motu bị tụt huyết, hơn nữa đã không ăn gì trong 2 ngày qua, dẫn đến suy dinh nhược, lại quá sợ hãi. Tôi cần chuyển cho cô ấy một ít glucose, có thuốc và thiết bị trong phòng khám. Đạt dít, tôi sẽ vào phòng khám với bạn. Mang theo vũ khí và ba lô, tôi và chị Bèm đến phòng khám bác sĩ của trường. Những người khác ở lại siêu thị để chăm sóc Motu và Lonely. Có vũ khí trong tay, cộng với kinh nghiệm trước đó, tôi không nghĩ việc đối phó với vài thây ma là một vấn đề lớn. Tôi không cho phép người khác theo tôi. Ít người hơn di chuyển sẽ dễ hơn. Trên đường đi, không gặp nhiều zombie, chúng tôi đến bệnh xá một cách suôn sẻ. Không quá ngạc nhiên, Tiểu Dịch cũng bị nhiễm bệnh. Có vẻ anh ấy vẫn duy trì được ý thức như trước khi nhiễm bệnh. Chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân. Để tránh những rắc rối sau này, tôi chém anh ấy không chút do dự. Rồi tôi đứng canh. Chi Bèm đi tìm thuốc. Đột nhiên chiếc radio trong phòng vang lên. Chúng tôi là liên minh sống sót ở đây. Tìm những người không bị nhiễm bệnh tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều nguồn cung cấp ở đây. Địa chỉ nằm trong tòa chính của nhà máy lọ ở Bình Dương. Những người sống sót được chào đón đến nơi trú ẩn. Giọng nói tiếp tục phát theo vòng lặp. Tôi đã tắt âm thanh. Sau đó bỏ chiếc đài vào túi. Trong những ngày tận thế khi không có tín hiệu, chỉ có loại sóng vô tuyến này mới có thể truyền tải thông tin. Vẫn cần phải giữ nó. Lúc này chị Bèm cũng đã lấy được những vật dụng cần thiết. Cùng quay trở lại về nào. Đâu đó đột nhiên tôi nghe thấy một bạn cùng lớp nhờ giúp đỡ. Chúng tôi đến đó nhanh chóng. Tôi nhìn thấy một cậu bé bị thương ở đằng xa. Đi bộ khó khăn. Có một zombie đi theo phía sau anh ta. Nhìn kìa, zombie này khác với những con tôi thấy trước đây. Mắt nó đỏ lét. Da cũng xám đen. Nhưng nó không giống những thầy ma khác đuổi theo con mồi. Đột nhiên zombie tăng tốc và nhảy, ngay lập tức hạ gục người bạn cùng lớp đó. Điều này làm tôi toát mồ hôi lạnh. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của nó so với các zombie trước. Chỉ một ngày tại đây, đây có thể là một zombie đã tiến hóa. Tệ thật, sau khi zombie hạ gục bạn cùng lớp, không vội thưởng thức đồ ăn, thay vào đó nó ngước nhìn chúng tôi. Có vẻ như hắn đang nhắm vào chúng ta. Tôi nhanh chóng bảo chị Bèm hãy nghe. Bạn chạy về trước và gọi hỗ trợ. Tôi sẽ ở lại và giải quyết với nó. Nhìn tốc độ của nó, chúng ta không thể thoát được. Chị Bèm vẫn do dự, từ chối bỏ tôi. Tôi quát lên và bảo cô ấy rời đi nhanh chóng. Mau quay lại và gọi ai đó. Nói xong cô quay người chạy vào siêu thị. Tôi nắm chặt katana trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Nó nhìn tôi như đang nhìn con mồi trước đó. Không vội tấn công. Làm sao tôi có thể chịu đựng được kiểu khiêu khích này? Tôi vội chạy đến chỗ nó. Sau đó vung kiếm, tôi thấy nó lùi lại và cúi xuống, dễ dàng né đòn tấn công của tôi. Tôi tiếp tục tấn công, nhưng nó có thể né một cách dễ dàng. Bây giờ tôi bắt đầu thấy mệt, bắt đầu thở dốc. Đột nhiên nó bắt đầu chuyển sang hình thức tấn công, một cú bay xa về phía tôi vội né tránh. Nó gần như đã nhảy vào tôi, trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã nhảy tới trước mặt tôi lần thứ hai. Tôi không thể né được và bị nó đánh gục. Thuận thế và giơ kiếm trước mặt nó. Nó cứ cố gắng đưa tay ra cắn tôi. May mắn khoảng cách không đủ, nhưng tôi không thể di chuyển. Tiếp tục như thế này, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ kiệt sức. Tại thời điểm này, một bản nhạc nền quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Hóa ra Chồn Liều và Đôn Lầu đã nghe thấy lời cầu cứu của chị Bén, lập tức kêu anh em qua hỗ trợ. Chồn Liều là người đầu tiên lao tới. Một chiếc diều đã vung vào đầu nó. Nó lùi lại để tránh cuộc tấn công. Sau đó nó lại bắt đầu nhìn chúng tôi. Có lẽ nó sợ số đông chúng tôi. Nếu không có vũ khí, chúng tôi sẽ khó khăn trong một thời gian. Nó quay người bỏ đi thật nhanh. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhanh. Trở lại siêu thị, Chi Bèm đã chăm sóc tình trạng của Motu. Rất vui khi thấy chúng tôi trở lại. Cô ấy nói vừa rồi rất nguy hiểm. Chỉ cần ổn thôi. Chúng ta hãy ăn gì đó và nghỉ ngơi đi. Khi chúng tôi ăn và nghỉ ngơi, đã nói chuyện với họ. Buổi phát sóng tôi đã nghe ở bệnh xá trước đây. Và tình hình zombie vừa rồi, tôi đoán nó có chút khôn ngoan. Lúc này chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Không biết khi nào nó sẽ xuất hiện. Chúng tôi cũng không biết cách giết hắn. Ngay khi chúng tôi vẫn còn lo lắng, đột nhiên tôi nghe thấy chị Bèm đi tới và nói lớn rằng không ổn. Bên ngoài cửa, có rất nhiều zombie bên ngoài vây quanh chúng ta. Chúng tôi liền chạy lên mái nhà quan sát. Cảnh tượng này khiến chúng tôi choáng váng. Một lượng lớn zombie tập trung ở cửa, và kẻ rình rập đột biến đó đang ở ngay sau họ. Đối mặt với rất nhiều zombie, ngoài ra còn có một zombie thông minh. Rõ ràng là chúng tôi đã bị quay, theo lệnh của nó. Zombie tấn công. May mà cửa đủ chắc chắn, họ không thể vào được trong một thời gian. Nhưng tôi đoán sẽ không thể cầm cự được lâu nếu tiếp tục vậy. Tôi nhanh chóng nói với mọi người rằng chúng ta sẽ vào siêu thị, bỏ những chất dây cháy như đồ uống có cồn và rượu, tổng hợp, thành bom dầu. Sau đó mọi người tản ra, thu thập những vật dụng cần thiết trên kệ, sau đó tập hợp thành một chai bom dầu và đi lên lầu. Bắt đầu một cuộc tấn công bằng lửa vào zombie. Khi những chai bom dầu lần lượt rơi xuống, mặt đất lập tức bốc cháy.
Những con zombie đó cũng dần dần bị biến thành tro bụi. Nhưng ngọn lửa tiếp tục lan rộng, dần lan tới tận cổng siêu thị. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, kính cường lực cũng dần trở nên dễ vỡ. Với âm thanh sắc nét, kính vỡ hoàn toàn. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kẻ bám đuôi đó vẫn chưa bị tiêu diệt. Tôi thấy nó đột nhiên nhảy vào đám cháy, đến thẳng cửa. Đã xâm nhập thông qua lỗ hổng. Chúng tôi đã bị sốc, chạy nhanh xuống dưới nhà. Tôi vừa nghe thấy một cô gái hét lên. Điều không hay đã xảy ra. Xuống tầng dưới, nhìn thấy Motu bị hắn ném xuống đất, nhai ngầu nghiến, dần mất đi dấu hiệu của sự sống. Tôi nhanh chóng bảo chị bém và Lonely chạy vào phòng và đóng cửa. Sau đó ba người chúng tôi lấy vũ khí ra, chiến đấu với nó. Nó cũng bắt đầu nhìn chúng tôi một cách cảnh giác. Chúng tôi bắt đầu tấn công nó gần như cùng lúc, nhưng nó lộn lại để né. Sau đó nó nhanh chóng lao vào chuồn liều. Nó dễ dàng né được những đợt tấn công tiếp theo. Hầu hết sức lực thể chất của chúng tôi đã bị tiêu hao. Còn nó có vẻ không mệt mỏi. Sớm hay muộn chúng tôi sẽ kiệt sức nếu tình trạng này tiếp tục. Nếu nó không vội tấn công thì sẽ lãng phí sức lực của chúng tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến nhà kho trong siêu thị nơi chứa bột mì. Tôi đã học điều này trước đây. Bụi trong một không gian nhỏ và hạn chế, khuấy động sẽ gây ra hỏa hoạn. Tôi vội vàng nhờ mọi người dẫn nó đến kho bột. Sau đó chúng tôi chạy về phía nhà kho. Nó cũng đuổi theo chúng tôi, mở tất cả các túi bột một cách nhanh chóng, bật thêm cả quạt. Mọi người đã hành động. Căn phòng đột nhiên đầy bụi, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Có vẻ như nó đã bị ảnh hưởng phần nào, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu không ngừng. Tôi yêu cầu họ đợi và tìm cơ hội ra ngoài trước. Tôi sẽ giữ chân nó lại. Nói xong tôi hét lên với con zombie, ngon lại đây. Nó thực sự đã bị tôi thu hút, bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Họ nhân cơ hội chạy ra ngoài. Tôi là người duy nhất ở lại. Không gian chợt trở nên yên tĩnh. Đột nhiên nó lao về phía tôi. Đây là điều tôi đang chờ đợi. Ngay lúc đó, tôi chạy nhanh và trượt để tránh đòn tấn công của nó. Nó quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa. Tôi chậm rãi lùi về phía cửa. Ngay lập tức lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, ném nó vào phòng trong khi chạy về phía cửa. Tôi hét lên nằm xuống. Một lúc sau, trong phòng có một vụ nổ với ngọn lửa. Toàn bộ siêu thị cũng bắt đầu bốc cháy. Vụ nổ phá hủy siêu thị. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải rời khỏi siêu thị để tìm nơi trú ẩn mới. Chúng tôi đã không biết đến khi chúng tôi ra ngoài. Hóa ra thành phố đã bị tàn phá so với trong khu ký túc. Bên ngoài thậm chí còn tồi tệ hơn. Đột nhiên một chiếc ô tô lao về phía chúng tôi. Thấy nó chúng tôi chặn lại. Tôi vội nói, bạn có thể đưa chúng tôi đến nơi an toàn được không? Khi tài xế nhìn thấy vũ khí trên tay chúng tôi, vội vàng đạp ga và rời đi nhanh chóng. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy làm vậy, vì trong ngày tận thế, nếu muốn sống bạn không thể dễ dàng tin tưởng người lạ. Ai biết được liệu người ta có tấn công bạn để lấy đồ hay không? Tại thời điểm này, những thây ma gần đó đã bắt đầu từ từ tiếp cận chúng tôi. Không nói nhiều, tôi lấy vũ khí ra và bắt đầu chiến đấu. Nhưng tôi thấy dường như ngày càng có nhiều zombie. Không thể giết hết chúng. Tiếng gầm của zombie thu hút nhiều zombie hơn. Tại sao lại có nhiều zombie như vậy? Nếu tiếp tục như này, chúng ta sẽ kiệt sức và chúng ta sẽ bị hạ gục. Nếu không được thì chúng ta bỏ chạy. Đột nhiên có tiếng phanh xe đột ngột từ phía sau. Sau đó tiếng súng vang lên. Nãy đạn dồn dập về phía zombie. Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, một chiếc xe bán tải chạy tới chỗ chúng tôi. Một vài người sống sót mang súng xuống. Tên béo với đôi tai to, vẻ mặt dữ tợn, có vết sẹo trên mặt, trông giống kẻ xấu trong phim hoặc chương trình truyền hình. Với đó là vài diễn viên phụ, có vẻ giống dân quân. Nếu không có gì lạ xảy ra, sẽ sớm có giao tranh. Tên mặt đi đầu giơ súng lên. Anh ta chỉ vào chúng tôi và nói, hãy bỏ hết vũ khí xuống, nộp tất cả đồ bạn có. Giang Cư Mận đã có câu, dưới gát linh chúng sinh bình đẳng, lào nháo là ăn kẹo đồng. Trước hỏa lực tuyệt đối, mọi sự kháng cự đều bụng bụ. Tôi chỉ tới và đàm phán, liền bị gã bèo đá bay. Sau đó anh ta chĩa súng vào đầu tôi và nói rằng, ta có súng đây này. Nhìn thấy tình huống này, chúng tôi chỉ có thể bàn giao tất cả vật tư. Tôi nghĩ mạng sống của tôi quan trọng hơn. Tôi tưởng họ sẽ rời đi sau khi lấy hàng. Nhưng tôi không ngờ, mấy tên lính bên cạnh tôi thực sự đã nói đại ca. Hai mỹ nữ này trông khá ngọt nước, chắc hẳn sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Có thể đại ca sẽ lại được thăng chức. Người đàn ông béo mỉm cười và nói, hãy đưa họ lên. Nghe điều này, chúng tôi lập tức xông lên đánh chúng. Kết quả là tất cả đều bị chúng quật ngã xuống đất. Chi bém và Lonely bị cưỡng bước lên xe. Trước khi rời đi, một tên lính hỏi, những kẻ này sẽ bị giết à? Người đàn ông béo mỉm cười và nói không, hãy để họ đuổi theo đến khi kiệt sức. Sau đó lên xe và rời đi, chúng tôi vội đuổi theo phía sau. Bất ngờ một quả lựu đạn được ném ra khỏi xe, nổ tung gần chúng tôi. Đột nhiên tất cả chúng tôi đều choáng váng. Xem hay thì cho mình một like nha. Tôi không biết đã bao lâu, chúng tôi từ từ thức dậy. Tôi nhìn quanh và không tìm thấy zombie. Ngay khi chúng tôi thầm vui mừng vì được an toàn, đột nhiên tôi nhìn thấy đầu xe buýt ở phía xa, có bóng dáng quen thuộc đang đứng.
Đó là tên zombie chùm mà tôi đã gặp trong khuôn viên trường. Lúc này chúng tôi như bị sét đánh ngang tai. Vũ khí của chúng tôi không có thể làm hại nó. Cuối cùng phải dựa vào vụ nổ để loại bỏ nó. Bây giờ chúng tôi không có vũ khí trong tay, không có nơi nào để trốn xung quanh. Có vẻ như hôm nay tôi phải giải quyết mọi chuyện ở đây. Tại thời điểm này, con zombie lại tấn công chúng tôi. Nó lao tới với tốc độ siêu nhanh. Thấy rằng chúng tôi sắp trở thành thức ăn của nó. Đột nhiên, một tên lửa bay về phía nó từ phía sau. Với vụ nổ nó biến thành tro bụi, chúng tôi vừa phản ứng. Tôi chỉ thấy một người đội mũ chóp, mặc áo chống đạn. Một thanh niên đeo ba lô quân đội bước tới chỗ chúng tôi. Nhìn như lính đánh thuê, trước khi anh ta kịp nói, tôi đã nói rằng anh ấy đến muộn rồi. Chúng tôi vừa bị cướp, vì vậy giờ bạn không còn gì để lấy nữa. Tôi thấy chàng trai trẻ mỉm cười và nói, kẻ bạn nói có phải là tên béo với đôi tai to, dẫn đầu nhóm người mặc quân phục ngụy trang đi cướp. Không phải các bạn đều cùng một phe sao? Liệu bạn có bị tụt lại phía sau không? Muốn hỏi họ đã đi hướng nào? Bạn hiểu lầm rồi, tôi không cùng phe với họ. Bên ngoài không an toàn. Hãy quay lại trại với tôi trước, tôi sẽ kể cho bạn nghe từ từ. Lúc này Chồn Liều thì thầm vào tai tôi. Phải chăng anh ta đang lừa chúng ta đến chỗ anh ta? Sau đó đụ chúng ta, lấy hết nội tạng ta rồi đem bán. Lo lắng của Chồn Liều không phải là không có lý. Điều tôi vừa trải qua làm tôi nghi ngờ tất cả những người lạ. Bất chấp những nguồn tài nguyên quý giá nhất đang bị thiếu hụt, sẽ bị cám dỗ bởi lợi ích cao, nhiều người sẽ gặp rủi ro. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống này. Nếu bạn không tìm được nơi trú ẩn, ngay cả khi bạn không bị zombie ăn thì cũng sẽ chết đói vì thiếu lương thực. Cũng có thể thử xem. Hơn nữa, bây giờ chúng ta vẫn phải tìm cách giải cứu chị bé và Lonely. Hiện tại chỉ có ba chúng ta, không có cách nào có thể chống lại những kẻ đó. Hơn nữa anh ấy đã cứu ta vào thời điểm nguy cấp vừa rồi. Nói xong chúng tôi cùng anh ấy trở về trại. Bên trong chúng tôi đã gặp người lãnh đạo. Ba người này, họ là ba người sống sót tôi gặp ở ngoài hôm nay. Họ vừa bị nhóm lính đánh thuê và bơ tấn công, cướp tất cả nguồn cung cấp. Những người phụ nữ đi cùng cũng bị chúng bắt giữ. Chúng tôi mỉm cười lịch sự. Sau đó người lãnh đạo nói, đừng lo, chúng ta sẽ giúp giải cứu họ sau đó. Trước tiên hãy đưa họ về phòng để ổn định cuộc sống. Sau đó anh đưa chúng tôi về ký túc xá. Đây sẽ là phòng của bạn kể từ bây giờ. Bạn có câu hỏi gì không? Tôi nói nhanh. Làm thế nào một làn sóng zombie có thể đột nhiên bùng phát, cả thành phố sụp đổ, không có quân đội để xóa sổ chúng. Sau đó anh nói lý do, một chàng trai trẻ tên Gác Năm Củ, vốn là một ca sĩ, là người lãnh đạo của các thành viên lực lượng đặc biệt. Một vài ngày trước, máy bay của Tổng thống bị tấn công. Mặc dù máy bay hộ tống đã tuyệt vọng ngăn chặn, bắn hạ được một, nhưng có rất nhiều máy bay địch, không thể bảo vệ nổi và thế là Tổng thống qua đời. Sau đó có một cuộc đảo chính, một vị tướng lên nắm quyền Tổng thống. Ngay sau đó zombie đã được thả ra. Khắp nơi sụp đổ, và anh ấy đã dẫn dắt người của mình thành lập vùng an toàn rộng lớn, tên là Hội Chu Cấp. Có rất nhiều chức sắc và quý tộc sinh sống ở đó. Anh ấy có bằng bao nuôi nên đã chịu trách nhiệm giúp đỡ nghiên cứu vũ khí sinh học, muốn nghiên cứu một loại siêu chất độc, xây dựng đội quân sinh hóa, cải tổ nhân loại, chỉ còn lại giới thượng lưu để sinh sản. Những người chống lại anh ta hoặc sẽ bị loại bỏ, hoặc đã trốn thoát. Nhóm của chúng tôi không hài lòng với hành vi của anh ấy. Chỉ huy đưa chúng tôi trốn thoát và chiến đấu. Tổ chức kháng chiến được thành lập, đồng thời tìm và tái định cư những người sống sót. Lực lượng vũ trang đã tấn công bạn ngày hôm nay, chỉ để giúp anh ta tìm nguồn cung cấp và phụ nữ ở bên ngoài. Một trong những tổ chức lính đánh thuê, họ đã hy sinh mạng sống để có cơ hội bước vào cuộc sống ở đó. Vậy thì Chi Bém và Lonely cũng còn an toàn. Họ cho giao dịch mỗi tháng, khi đó mới có cơ hội đến Hội Chủ Cấp, trao đổi phụ nữ và vật tư để lấy các thiết bị cần thiết. Hiện tại họ vẫn an toàn. Khi sẵn sàng, hãy đi giải cứu họ. Đột nhiên Chồn Liều nói, nhưng chúng ta có ít người. Sao có thể làm gì để cứu họ? Đừng quên chúng tôi là những người ưu tú nhất đất nước, lực lượng đặc biệt mồn lèo. Sau đó, anh ấy đưa chúng tôi đến kho vũ khí. Zumbo yêu cầu chúng tôi chọn vũ khí. Đưa chúng tôi đến nơi tập trung zombie, luyện tập tài thiện xạ của chúng tôi trước. Vì đến lúc đi đến hang ổ của Hội Chu Cấp, giải cứu Chị Bém và Lonely, chúng tôi phải chiến đấu với họ. Và thời điểm đó chúng tôi tự nhủ mình là No-Beater. Tất cả chúng tôi đều là bậc thầy bắn súng. Các cụ đã có câu, nhưng câu gì thì tôi không nhớ. Từ nhỏ đến lớn, bọn tôi đã xem phim và ảo game, nên cũng đã học được nhiều về súng. Đôn Lâu và tôi đang cầm khẩu M4. Khẩu súng này có vẻ tốt, thường xuất hiện trong phim. Tỷ lệ xuất hiện chỉ đứng sau ách. Chồn Liều thì lác nên bắn hơi ngu. Đã chọn M24 chí em bắn cho nhiều đạn, thêm khẩu phóng lựu bên nổ cho dễ trúng. Và thế là trang bị đầy đủ, tất cả chúng tôi đều đã có súng. Zumbo giải thích ngắn gọn cho chúng tôi cách sử dụng súng. Chúng tôi nóng lòng muốn bắt đầu TC thử súng, như đang ảo game.
Đạn của chúng tôi bắn loạn xạ. Nhưng mèo trúng bóng nào? Thật xấu hổ quá mà, chôn liều nóng máu, lôi khẩu lựu ra cho một bem. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dâm bầu không thể chịu đựng được nữa, đã đến và giải thích các kỹ thuật cho chúng tôi. Sau đó anh ấy lấy xì cốc 4S ra cho chúng tôi từ trong túi. Tôi thầm nghĩ, vừa rồi chắc do mình chưa lắp xì cốc 4S. Chứ người thường sao bắn ngu vậy được. Ba người đều cho rằng có thể do chưa lắp xì cốc. Âm thầm sung sướng, nhưng chúng tôi vẫn nghe theo lời của Zambo. Đơ súng chắc chắn. Điều này có thể kiểm soát độ giật một cách hiệu quả, cải thiện độ chính xác khi bắn. Thủ thuật này thực sự hiệu quả, về cơ bản chúng tôi đã bắn chuẩn hơn. Zombie gần như đã bị chúng tôi xóa sổ. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Anh đù, tào thật đấy. Zombie cổn lù đó lại xuất hiện, nhưng giờ đã khác xưa. Chúng tôi giờ đã có súng. Lần trước tao thua chắc gì lần này tao thắng. Giờ là lúc giải quyết cả vốn lẫn lãi. Chưa kịp phản ứng, nó đã tấn công chúng tôi. Chúng tôi cũng bắn nó ngay lập tức. Làn đạn đi qua, nó liền rớt xuống đất. Tôi vẫn chưa hài lòng. Lại tận nơi tỉa tặc 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 liên tục. Cuối cùng cũng chút được cơn giận. Tiếp theo đã đến lúc tìm cách trả thù gã béo của đám vạp ư. Sau đó chúng tôi bí mật đến gần căn cứ của họ, tìm hiểu về kẻ thù. Thấy người bảo vệ ở cửa, tôi không thể không nói rằng có một đội quân. Hình như là những công nhân bị sa thải. Họ chỉ như bù nhìn thôi. Đôn Lầu và Trồn Liều hai người có trách nhiệm yểm trợ bên ngoài. Đạt Dít và tôi lẻn vào khu vực cấm để giải cứu. Chúng ta sẽ ra ngoài sau đó. Tôi vẫn cần cậu hỗ trợ hỏa lực bên ngoài. Nói xong và chuẩn bị hành động, đột nhiên phía sau vang lên tiếng súng đang nạp đạn. Hóa ra là một người có vũ trang đang tuần tra bên ngoài. Phát hiện ra chúng tôi, anh ta chĩa súng vào chúng tôi và nói đừng di chuyển. Bạn đang làm gì thế? Chúng tôi đang chơi lửa chùa. Đều là súng nước. Nếu bạn không tin hãy để tôi bắn. Nói xong tôi cười ngượng ngùng. Tôi sẽ không tin một lý do củ chối như vậy. Tăng rồi bu em ạ. Có vẻ như tập này là phần cuối của bộ truyện này. Lúc này có một khẩu súng bắn tỉa ở đằng xa, nhắm mục tiêu vào gã này. Tập cuối có nói chúng tôi bị phiến quân phát hiện. Vào thời điểm quan trọng này, một tay bắn tỉa bí ẩn ở xa, giết chết chiến binh chỉ bằng một phát súng. Đúng lúc chúng tôi đang thắc mắc, tai nghe của Zambo phát ra tiếng vít đã hạ mục tiêu. Hóa ra người bắn tỉa ở xa là chỉ huy. Mỗi khi đội của họ hành động, sẽ luôn có một tay bắn tỉa ở chế độ chờ ở xa. Đúng như dự đoán, lực lượng đặc biệt quá chuyên nghiệp. Chúng tôi bắt đầu lẹn vào căn cứ định từ phía sau. Tôi không gặp phải bất kỳ kẻ thù nào trên đường đi. Sau đó đến một căn phòng có hai người canh cửa. Đây có lẽ là nơi giam giữ con tin. Sau đó tôi bắn hai phát headshot. Bởi vì chúng tôi đã lắp giảm thanh. Vụ nổ súng không gây nhiều tiếng ồn. Nó không cảnh báo các nhân viên vũ trang khác. Chúng tôi nhanh chóng vào phòng, tìm thấy bên trong. Ngoại trừ chi bém, họ cũng bỏ tù nhiều cô gái. Những con thú này ra ngoài vì lợi nhuận. Để thực sự là một điều như vậy, tôi thề sẽ giải quyết chúng. Cứu con tin xong, chúng tôi quay trở lại con đường đã đến. Đúng là trước cơn bão trời yên biển lặng, đột nhiên chuông báo động cơ sở vang lên. Chắc chắn họ đã phát hiện ra con tin đã mất tích. Chúng tôi nhanh chóng yêu cầu chi bém và con tin. Fermo chạy ra ngoài trốn trước. Zambo và tôi ở lại. Ngay sau đó nhiều chiến binh đã đến hành lang. Chúng tôi bắn ngay lập tức, bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị trước. Họ đã mất cảnh giác trước chúng tôi. Nhiều người lần lượt ngã xuống. Zambo và tôi vừa chiến đấu vừa rút lui, hỗ trợ nhau ra khỏi tòa nhà. Lúc này chi bém và những người khác đã lên xe. Chúng tôi cũng xử lý xong kẻ thù trước cửa. Chúng tôi lên xe đã chuẩn bị trước và bắt đầu rút lui. Kẻ địch phía sau cũng lên xe đuổi theo. Dọc đường, chúng tôi dùng súng máy gắn trên xe bắn vào xe của chúng. Vì cả hai xe đều có giáp bảo vệ nhẹ nên hơi khoai, nên chúng tôi lấy phóng lưu ra và phá hủy chúng. Mừng chưa được bao lâu, một cỗ xe xuất hiện ngay phía sau chúng tôi, bắn một phát súng vào chúng tôi. May mắn thay nó hụt, chúng tôi đáp trả ngay. Nhưng đối mặt với xe tăng, rõ ràng chúng tôi thiếu hỏa lực. Phóng lựu trên tay có thể chống lại loại giáp nhẹ. Giáp xịn phía trước xe tăng gần như không ảnh hưởng. Được đả bắn tiếp. May mắn thay thằng bắn lác như Trồn Liều bắn toàn xịt. Thấy thế hắn dùng súng máy bắn vào chúng tôi. Ở trên chúng tôi bây giờ, một máy bay không người lái chiến đấu tích hợp đang bay, mang theo loạt tên lửa xịn. Đó là vũ khí chống giáp. Kiếp này coi như bỏ, họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ trên không.
Sau khi sắp xếp nơi ở cho chị bé và những người khác, người chỉ huy nói với chúng tôi kế hoạch của họ. Anh ấy đã tìm thấy nhật ký của một chuyên gia về virus. Hiện đang bùng phát hiện nay là tiến sĩ Radford. Nhóm nghiên cứu đã dành một năm ở Bình Dương. Tìm thấy hài cốt voi ma mút được bảo quản tốt. Một số loại virus cổ xưa đã được tìm thấy trên hóa thạch nó. Sau khi nghiên cứu một loại virus hoàn toàn mới, đã được thu thập, vì đến rút này tăng cường đặc tính tổ hợp của yếu tố di truyền sinh học. Điều này cho phép người được tiêm trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất và không còn cảm giác đau đớn, cũng không có cảm xúc. Virus có thể điều khiển tâm trí họ. Khi phát hiện việc này, anh đã nói với các năm cũ, người này có cùng sở thích với anh ấy. Đây đều là những ý tưởng khá cực đoan. Kết quả là cả hai hợp tác ngay lập tức. Năm cũ cung cấp kinh phí cho nghiên cứu bí mật của Radford, xây dựng cho anh ta một đội quân sinh hóa để cai trị thế giới. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, kết quả là hầu hết con người không thể thích ứng với thuốc, dẫn đến sự biến đổi, trở thành zombie bên ngoài, và thể chất của những người khác nhau sẽ ứng vào các zombie khác nhau. Rất ít người trở thành zombie đặc biệt. Chúng di chuyển nhanh và có trí tuệ, nó thậm chí còn phát triển các kỹ năng tấn công đặc biệt. Có một loại người khác miễn dịch với virus. Có ít hơn 1 trên 1 triệu người như vậy. Con gái tôi là một trong số đó. Nếu huyết thanh có thể được chiết xuất và kết hợp với virus, hoàn toàn có thể phát triển virus hoàn hảo. Nhưng trước khi họ có thể tìm thấy huyết thanh này, do thí nghiệm không thành công, virus zombie quy mô lớn bùng phát khắp cơ sở thí nghiệm. Hầu như tất cả mọi người đều không thể thoát. Radford đã may mắn thoát khỏi nó. Nói chung, họ không làm gì cả. Chỉ cần thả zombie, dẫn đến lây nhiễm thảm khốc. Chu kỳ lây nhiễm hiện tại của virus là 24 giờ. Nếu có thể thực hiện được trong thời gian này, tiêm thuốc kháng virus vào người bị nhiễm bệnh có thể ngăn chặn hoàn toàn đột biến. Thuốc yêu cầu sử dụng máu để chiết xuất huyết thanh. Bằng cách thêm huyết thanh của người miễn dịch, thuốc giải độc có thể được chiết xuất. Thông tin hiện tại cho thấy, anh ta bị nhốt trong phòng thí nghiệm ở bình đài. Chúng ta cần tập trung và đưa ổng ra ngoài. Nhưng chúng ta không thể vượt qua kiểm tra an ninh thông minh ở đó, bởi vì thông tin của chúng tôi đã nằm trong danh sách đen ở đó rồi. Vì thế chúng tôi cần tìm người để đột nhập. Nói xong, ba người chúng tôi thấy bất ngờ. Chúng tôi từng cho một người nhận nhiệm vụ này, tuy nhiên đã thất bại và thoát chết trong gang tấc. Ai trong số các bạn dám chấp nhận nó? Lúc này Trồn Liều giơ tay nói, hi hi, tôi cần đi vệ sinh gấp, sau đó bỏ chạy. Anh ấy nhìn qua đồn lầu vội nói, tôi chợt nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng cần đi trước. Chết tiệt, hai lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra, họ thực sự đã nói điều đó trước. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói. Bạn vừa nói thoát chết trong gang tấc là quá đáng sợ. Cách đây vài ngày tôi chỉ là thằng áo game, sinh viên đại học lông bông, chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ có cơ hội đối đầu với phiến quân, chưa kể đến thành phố Bình Đài. Để cứu một người quan trọng, sau sự bùng nổ của zombie, điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là đến căn cứ người sống đề cập trên radio. Người chỉ huy ngắt lời tôi, người sống sót được đề cập trong buổi phát thanh đó. Thực chất là kẻ nói dối, họ chỉ muốn bạn tự ném mình vào bẫy, sau đó sẽ cướp tài sản và phụ nữ. Dã man quá, có vẻ như chỉ huy thực sự không thể dễ dàng tin tôi. Tôi tiếp tục nói, hãy nhìn xem tôi yếu đuối thế nào. Tôi sợ nếu bước vào thì không thể thoát ra được. Đừng lo, tôi sẽ để Rambo dạy bạn một số kỹ năng chiến đấu và kỹ năng sinh tồn dành cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ bí mật bảo vệ bạn khi thời cơ đến. Hình như tôi đã nghe thấy câu này trong phim nào đó rồi. Vài ngày sau, Rambo đã làm điều đó với tôi. Đào tạo địa ngục. Phải nói rằng, tôi đã được hướng dẫn chuyên nghiệp kỹ năng chiến đấu. Những thay đổi khá lớn. Lượt 2. Chỉ vài ngày, tôi từ một cậu bé sôi nổi trở thành bệnh nhân bị thương nặng trong bệnh viện. Đôn Lâu và Trồn Liều cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã bình phục. Chỉ huy, hãy cho tôi biết kế hoạch. Chỉ có hai cách để lẻn vào thành phố Bình Dương. Đầu tiên là thẻ cư trú bên trong. Đấy chắc là tỷ phú. Chỉ những người giàu mới đủ điều kiện. Thứ hai là gia nhập dạng thợ săn của Vapa trước đây. Bạn có thể đổi một số vật tư đặc biệt lấy vàng mỗi tháng. Trong những ngày tận thế chỉ có vàng mới có thể lưu thông. Sau đó mua thẻ thông hành và tiền. Bạn không thể di chuyển nếu không có tiền bên trong. Nhiều người muốn sống trong đó. Không ngần ngại mạo hiểm tìm kiếm vật tư để đổi lấy tiền tệ. Bởi vì chúng tôi không có nhiều tiền. Bạn chỉ có thể lẻn vào theo cách này vào bây giờ. Mỗi tháng họ đều công bố trên đài phát thanh nhu cầu về các nguồn cung cấp đặc biệt khác nhau. Phụ nữ thì luôn có nhu cầu. Suy cho cùng người ở đây đều là dân chơi. Bạn biết, chúng tôi sẽ không cho phép bạn trao đổi phụ nữ để lấy tiền. Hiện nay nhu cầu về đồ uống ở đó rất lớn. Các dân chơi chơi nhạc mỗi tối. Hàng tồn kho đã chạm đáy. Thế nên bây giờ cả thành phố đang đòi hỏi đủ loại đồ uống. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn bây giờ chỉ cần vào siêu thị tìm vài đồ uống cao cấp. Bằng cách này bạn có cơ hội tốt để vào trong đó. Nhưng thông tin dò dỉ, chắc chắn sẽ có nhiều tổ chức cá nhân tới tìm kiếm. Không thể tránh khỏi việc sẽ gặp trở ngại. Bạn phải tự mình vượt qua điều này, vì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi vào bên trong.
Bây giờ là lúc để kiểm tra bạn. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bí mật bảo vệ bạn. Nhớ mồm nhá, đừng nói dối tôi. Chuẩn bị xong, tôi lái xe ra ngoài để tìm nguồn cung cấp. Tôi thấy một số zombie bình thường trên đường đi. Nó không còn đe dọa tôi nữa. Tôi sẽ phớt lờ họ. Tuân thủ nguyên tắc từ bi của nước ta, cố gắng tránh chúng, để lại ấn tượng tốt với họ. Chẳng mấy chốc tôi đã đến lối vào một trung tâm mua sắm. Tôi tìm thấy một chiếc ông tô đậu ở đó. Chẳng lẽ đã có người tới rồi? Tôi đã đỗ xe, nhặt vũ khí của mình và lặng lẽ bước vào. Chẳng mấy chốc tôi nghe thấy tiếng súng bên trong. Tôi lẻn đến gần và nhìn trộm. Thì ra hai nhóm người đang đánh nhau bằng súng. Tuy nhiên phe tóc đỏ chiếm ưu thế về quân số và hỏa lực. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông cầm súng đã bị hạ gục. Tóc đỏ cũng không quên đi tới kết liễu họ. Dám theo dõi tôi à? Mù chết mẹ đi. Đại ca, căn nhà ở đây đủ để chúng ta đổi được rất nhiều tiền. Vâng, lần này sau khi chúng ta trao đổi hàng, sẽ rất thuận lợi, sẽ có thời gian vui vẻ ở Bình Đài. Lần trước tôi đã yêu Tiểu Lan ở đó, nếu không phải vì không đủ tiền, sẽ cho cô ta á hữu suốt đêm. Lần này tôi sẽ tìm cho cậu một em khi qua đó. Đi theo đại ca thật tốt. Rồi căn phòng bang vọng tiếng cười hồn nhiên. Chúng đông quá nên tôi sẽ quyết đoán chọn cách tấn công lén lút từ phía sau. Mặc dù hành vi này thường xảy ra trong các game FPC, thường gọi là cắn lén. Thường bị người khác đánh giá, nhưng chiến tranh là ở ngoài đời. Chỉ có một mạng. Ngay khi tôi định quay lại, đã thực sự đã đá cái lon dưới chân mình. Bởi vì tôi vô tình đá phải cái lon. Báo động băng đảng của tên tóc đỏ. Ban đầu tôi định cắn lén chúng, bây giờ lại trở thành mục tiêu truy đuổi của họ. Tôi gần như không thể chiến thắng khi phải một chọi bốn. Tôi chỉ có thể tìm cách đánh bại từng người một. Đại ca bên ngoài có động tĩnh. Hãy đi tìm con chuột đó. Nói xong họ hành động nhanh chóng. May mắn thay trung tâm mua sắm này đủ lớn, họ không dễ dàng tìm thấy tôi. Tôi đến một cửa hàng quần áo. Hãy trốn ở đây một thời gian. Phải nói rằng, tôi vẫn rất tự tin trong việc trốn tìm. Chẳng mấy chốc họ đã đến đây. Anh ơi, con chuột đó chạy nhanh quá. Đột nhiên không thấy ai cả. Các ma nơ canh ngày này giống thật thế nhờ. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi? Anh nghĩ đây còn là thập niên 2000 chắc. Bây giờ tất cả mô hình đều từ silicon. Bạn có nghĩ mẫu quần áo nữ cũng có kiểu này không? Trông cũng khá đẹp trai khoai to đó. Mà thôi, sao tôi sẽ mua cho bạn một cái. Ở đây rất lớn, chúng ta hãy chia ra. Tôi muốn xem đây là loại chuột gì. Nói xong bọn họ tách ra. Lúc này chỉ có đầu vàng vẫn chưa chịu rời đi. Cứ nhìn tôi chăm chú. Bộ đồ này nhìn đẹp đấy. Đã đến lúc tôi phải thay quần áo mới. Mua hàng không đồng thì lụm thôi. Nói xong hắn bước thẳng vào cửa hàng. Đến trước mặt tôi, mẫu này nhìn giống người thật quá. Nó thậm chí còn có cảm giác tương tự khi chạm vào. Sẽ thật tuyệt nếu đây là người mẫu nữ. Anh ấy cứ véo thật mạnh vào da thịt tôi. Tôi không thể không hét lên. Đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Tôi lập tức ôm anh ta rồi cùng nhau lao ra ngoài cửa sổ. Ôi trời ơi, hóa ra con chuột đang trốn ở đây. Không ai trong chúng tôi có vũ khí trong tay vào lúc này. Gần như cùng một lúc, chúng tôi lao vào nhau và bắt đầu chiến đấu. Không ngờ rằng tóc vàng này ngang trình tôi. Hết vòng 1, chúng tôi đã kết thúc với tỷ số hòa. Nếu Zambo không huấn luyện tôi đặc biệt về kỹ năng chiến đấu, tôi đoán trận đấu đã có kết quả. Tôi lại thấy anh ta tấn công tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để chống đỡ. Kỹ năng đấm bốc của anh ấy rất tốt. Tôi không thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến. Tuy nhiên võ công dù mạnh đến đâu cũng có điểm yếu. Lúc này tôi hồi tưởng lại. Đừng đánh trực diện với anh ấy. Cố gắng đánh vào giữa. Ngay khi hắn tấn công tôi lần nữa, tôi đã nhìn thấy đúng thời điểm, đá vào con cúc cu. Anh ta ngã xuống đất đau đớn ngay tại chỗ. Lập tức ập vào, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội để thở. Tiếp tục tấn công, cuối cùng cũng giải quyết được anh ta. Trước khi tôi có thể bình tĩnh lại, tôi nghe thấy ai đó hét lên anh hai kháng. Sau đó bắn tôi. Tôi nhặt khẩu AK dưới đất vội trốn vào trong cửa hàng. Chẳng mấy chốc anh ta cũng bước vào, nhưng anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Vừa bước vào anh ta đã bắn loạn xạ, cho đến khi hết đạn. Ngay khi anh ấy đang thay đạn, tôi lặng lẽ giơ súng lên và nhắm vào anh ta, hạ gục anh ta một cách gọn gàng. Tiếng súng vừa rồi chắc chắn đã cảnh báo những người khác. Tôi không dám ở lại lâu, cầm súng và rời đi nhanh chóng. Ngay sau đó một đồng phạm khác cũng đến cửa hàng, nhìn thấy đồng bọn của mình trên mặt đất. Hắn la hét lũ chuột chết tiệt, tôi sẽ xé bạn thành từng mảnh. Tiếp tục tập trước, tôi chộp lấy súng của mình và chạy ra ngoài. Đồng phạm đó cũng đuổi theo tôi. Tại thang máy, chúng tôi đã bèm nhau sấp mặt lên. Tôi không dám đứng lại lâu. Tôi bỏ chạy ngay sau khi bắn hết đạn AK. Anh ấy cũng không ngừng đuổi theo tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã tới một nhà kho chứa đầy bột mì. Khung cảnh quen thuộc, ký ức quen thuộc, không nghĩ nhiều. Tôi mở bột, căn phòng ngay lập tức phủ đầy bụi. Làm tôi nhớ hồi còn ở siêu thị, khi đối phó với zombie như thế nào.
một vụ nổ để hạ nó. Tôi chỉ cố tình gây ồn ào để thu hút anh ấy thôi. Rồi tôi tìm một góc và trốn. Lên kế hoạch tận dụng khi tầm nhìn hạn chế chờ thời cơ đến. Lẻn ra ngoài và đốt lửa lần nữa. Một lúc sau anh cũng bước vào. Căn phòng đã đầy khói và bụi. Tầm nhìn nhỏ hơn 2 mét. Khi bước vào, anh ta hét lên. Con chuột trốn ở đâu? Mau ra đây. Hai chúng ta vừa nói chuyện vừa bắn nhau này. Điều này ngay lập tức khiến tôi toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, tia chớp của đầu súng không đốt cháy bụi. Nếu không chúng tôi sẽ đồng quy vô tận. Tôi thực sự lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Cô bé lâu ly này không hài lòng sau vài lần bắn. Tôi thấy anh ta lấy một quả lựu đạn ra khỏi cơ thể, ném nó về phía tôi. Do tầm nhìn thấp, khi tôi nhìn thấy quả lựu đạn ném trước mặt mình, cái lùm mé con đi ơi. Đó thực sự là một sự lãng phí tiền bạc. Ban đầu tôi định dùng bão bụi để tiêu diệt anh ta. Kết quả là tôi đã gặp một kẻ ngốc không biết gì. Thật đáng sợ khi ngu học. Đã quá muộn mất rồi. Tôi phát hiện ra có một chiếc tủ lạnh bên cạnh tôi. Tôi lập tức trốn vào. Cùng lúc đó, một vụ nổ lớn cũng xảy ra tại nhà kho. Kẻ ngốc đó không ngờ tới cuối cùng, hắn sẽ chết bởi chính tay mình. Khi vụ nổ kết thúc tôi bước ra. Kho đã cháy rồi. Không nên ở đây lâu. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi kho, bỗng có vài viên đạn bắn vào chân tôi ở ngoài. Hóa ra đầu đó nghe thấy tiếng nổ liền đi theo. Đứng im và bỏ súng xuống. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc đàm phán, đừng bắn ở bên ngoài có zombie. Thật sao? Tôi không sợ. Nếu có người chết, thì bạn sẽ chết đầu. Tôi có bao nhiêu anh em? Bạn đã làm gì với họ? Họ rất tốt. Chỉ là hơi mệt nên, chỉ là ngủ một giấc thôi. Họ cũng nói rằng nếu tôi nhìn thấy bạn tôi sẽ nói cho bạn. Gặp nhau ở quán bar trên lầu. Còn tôi bị té dê nên kiếm chỗ xả. Té dê ư, tôi nghĩ. Chắc bạn đã giết hết bọn chúng rồi. Anh em chúng tôi đã đồng ý. Thu thập vật tư để chơi gái trong tận thế. Sẽ sung sướng tại bình đài. Chính mi đã phá hỏng giấc mơ của tôi. Tôi sẽ trả thù cho anh em tôi. Đột nhiên, tiếng gầm của zombie vang lên từ phía sau. Tôi nhìn thấy một zombie đặc biệt đang đi phía sau anh ta. Zombie đó là loài tôi chưa từng thấy trước đây. Anh ta tiết ra khí độc. Có vẻ anh ấy là một người khó tính. Đầu đỏ quay lại và nhìn zombie không chút do dự. Đồ quái vật xấu xí. Nói xong hắn nã đạn vào zombie. Nhưng zombie có làn da thô và thịt dày. Một chút thiệt hại này không ảnh hưởng gì đến anh ta. Zombie đang từng bước tiếp cận đầu đỏ. Chất độc đột nhiên phun ra từ miệng. Trong khoảnh khắc, hằng màu hét lên, lập tức biến thành nước thải. Tôi nhanh chóng nhặt súng lên và bắn hắn. Đạn tiến súng trường, không thể làm hại hắn chút nào. Hắn cũng từng bước đến gần tôi. Đột nhiên phía sau tôi vang lên tiếng súng phóng lựu. Một viên đã trực tiếp giết chết anh ta. Rồi một chiếc Hummer lao tới cạnh tôi. Hóa ra Zambo đến để hỗ trợ tôi. Sau khi Zambo giúp tôi tiêu diệt con zombie đặc biệt ở tập cuối, nhóm chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm, tháo hàng với không đồng. Mục đích chính của chuyến đi của chúng tôi là đồ uống. Không bao giờ tôi quên, tôi sẽ lấy những loại đắt nhất, xe chở đầy xì vắt và tequila. Khi tôi đến gặp Zambo, tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã lấy một đống đồ ăn nhẹ. Á đủ ngon ngon, có đồ xịn rồi. Chúng tôi quay trở lại căn cứ với nguồn cung cấp. Người chỉ huy nói với tôi, những điều cần lưu ý khi tới bình đài. Muốn vào, đầu tiên bạn cần lấy đồ tiếp tế và đi đến tiền đồn. Vượt qua kiểm tra, không được mang theo vật phẩm nào. Sau đó phải bàn giao một số vật dụng, hối lộ binh lính ở đó. Sau đó chúng ta sẽ đi đến trại vật chất, đổi xu ở đó để mua thẻ thông hành. Giấy phép đó chỉ cho phép bạn di chuyển trong khu ổ chuột. Những người ở khu ổ chuột, về cơ bản họ là lính đánh thuê hoặc thợ săn tiền thưởng, một đám hỗn hợp. Thỉnh thoảng có người làm việc ở khu giàu có. Hãy đến và lấy lòng, vì đã ở khu giàu, tiền của họ không nhiều nhiều thì không có. Kiếm cơ hội làm trong phòng thí nghiệm. Khi vào được trong, tìm cách tìm ra tung tích của giáo sư, sau đó bí mật đưa anh ta ra ngoài. Hãy nhớ những nguy hiểm bạn gặp bên trong, bạn chỉ có thể tự mình giải quyết. Hiểu biết của chúng ta có hạn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn lúc này. Sau khi nghe lời chỉ huy nói, tôi rơi vào trầm cảm, nhưng tôi vẫn thích chấp nhận thử thách. Tôi cũng tò mò về thế giới bên trong nó như thế nào. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tôi lái xe một mình đến thành phố Bình Dương, khu Bình Đài. Từ đây đi đến đó mất khoảng 3 đến 4 ngày. Tôi đã lái xe suốt chặng đường tận hưởng cảnh đẹp trên đường. Tôi tràn đầy kỳ vọng trên đường đi. Buổi tối tôi đậu xe và nghỉ ngơi. Đợi đến bình minh rồi khởi hành. Vào ngày thứ tư, thỉnh thoảng trên đường tôi gặp những người giống tôi. Phương tiện trao đổi vật tư tại bình đài. Có vẻ như chúng ta còn cách đích đến không xa. Bất ngờ tôi nhìn thấy một chiếc xe bị hỏng trên đường. Do không nhiều chuyện nên tôi lơ. Tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy và lái xe qua. Nhưng khi tôi nhìn thấy bên cạnh, khi tôi biết đó là một phụ nữ trẻ, tôi vẫn thấy thương cảm. Như một quý ông, muốn có người yêu thì phải ga lăng thôi. Mặc dù có những rủi ro, nhưng dù sao tôi cũng là sim nở.
Tôi dừng xe hỏi thăm tình hình. Xin chào trai đẹp, xe của tôi đột nhiên bị chết máy. Bạn có thể xem nó cho tôi được không? Tôi giả vờ bình tĩnh và đi tới xem xét. Bởi vì bạn cùng phòng của tôi học chuyên ngành sửa chữa ông Tô. Sinh viên học trong 2 năm rưỡi, ít nhiều thì tôi cũng học được một chút từ anh ấy. Tôi đã giúp cô ấy sửa xe chỉ trong giây lát. Cô ấy nói rằng nên cảm ơn tôi một cách đàng hoàng khi đến nơi. Sẽ đưa tôi đi ăn. Chúng tôi lái xe đến đồn kiểm soát. Đây là lối vào duy nhất vào Bình Dương. Được bảo vệ chặt chẽ, có rất nhiều nhân viên vũ trang canh gác. Đột nhiên tôi thấy người dẫn đầu đằng kia trông rất quen. Đây không phải là lão mập, thủ lĩnh của lực lượng vũ trang trước đây sao? Rõ ràng hắn đã được chúng tôi xử. Tại sao bây giờ lại ở đây? Chẳng lẽ là thi thể giả? Đúng lúc tôi đang thắc mắc, đột nhiên một tên lính đi tới và nói với anh ta. Anh chàng ngồi trong xe đó, có vẻ như hắn là kẻ đã giết anh trai cậu. Điều gì đã đưa anh ta tới đây? Hãy ra khỏi xe và giao vũ khí của bạn. Đặt hai tay của bạn lên đầu của bạn. Giao vũ khí. Đặt hai tay trời, tay ra ngang bờ vai, tay song song trước mặt của Nhầm. Sau đó tôi bị họ tiếp quản. Chính anh là người đã giết anh ruột của tôi phải không? Thưa ngài, nhận nhầm người rồi. Anh ta là ai tôi không biết. Anh đi ra đi. Sau đó anh ấy hỏi lính bên cạnh, có phải là anh ấy không? Có vẻ như vậy nhưng tôi không chắc chắn. Lúc đó nó quá nhanh tôi không thể nhìn rõ. Chết tiệt, đồ khốn kiếp. Nói xong anh ta đá tên lính đó đi. Nếu ngay từ đầu bạn không nhận tôi là đại ca, tôi đã xử bạn rồi. Lúc này người phụ nữ đi cùng tôi bước tới và nói, có chuyện gì vậy? Đội trưởng Peng, đây là tân binh của tôi. Cậu bé này làm gì sao? Đã mạo phạm bạn sao? Giang Cầm, cuối cùng bạn đã trở lại. Lần này bạn đã mang về thứ gì tốt? Tôi và anh em tôi đã nhiều ngày không đến quán bar của bạn uống nước. Liệu bạn có giận chúng tôi không? Không phải bạn đang muốn tìm ai đó để chút giận chứ? Tôi nào dám, em trai tôi còn đây mà. Các bạn định xử em tôi à? Ôi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ đến chỗ của bạn. Tôi sẽ tự phạt mình 2 ly rượu. Nãy giờ đã tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi. Chúng tôi có thể không mở cửa được vào tối nay. Kiểm hàng lẹ lên, đừng trì hoãn chị dâm càng. Quay lại quán bar, nếu tối nay tôi không uống được rượu tôi sẽ giết các anh. Nói xong tất cả đàn em đều phải nhường đường. Cả hai chúng tôi lái xe vào trong một cách suôn sẻ. Đến kho trao đổi nguyên liệu, Dâm Càng bàn giao vật dụng cho nhân viên kiểm đếm. Sau đó gửi nó đến quán bar của mình. Tôi cũng đưa cho họ đồ dùng để đếm. Vì hiện nay rượu đang khan hiếm, rất được ưa chuộng. Vì thế tôi đã đổi được rất nhiều tiền. Tôi đã đưa một số tiền cho người phụ trách, nhờ anh ấy xin hộ chiếu tạm thời cho tôi. Đã nhận được thẻ, tôi đã ra ngoài. Lúc này Dâm Càng đang đợi tôi ở ngoài. Vì xe bên ngoài không được phép vào trong, tôi chỉ có thể đi bộ theo cô ấy đến thành phố Bình Đài. Khi đến lối vào, sau khi quét taxi của tôi, chỉ cần đi đường sắt cao tốc chuyên dụng là đến thành phố Bình Đài. Đi vào bên trong thực sự mở rộng tầm mắt của tôi, khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trông nơi đây quá lộng lẫy, giống như tôi đang ở tương lai vậy. Tôi như người nhà cua mới lên thành phố. Tiếp tục xem, so với cảnh hoang tàn bên ngoài, đây đơn giản là thiên đường. Thảo nào có rất nhiều người đang cố gắng sức để thu thập nguồn cung cấp, chỉ để sống ở đây. Đến quán bar của Dâm Càng. Xin chào, giới thiệu với bạn. Tên tôi là Dâm Càng. Tên tôi là Đạt Dít. Có phải là lần đầu tiên bạn đến đây? Thực ra tôi đã tìm nơi trú ẩn bên ngoài. Sau này tôi nghe một số người sống sót nói điều này. Tôi chỉ định thu thập đồ dùng và đến đây. Nhưng trên đường đi, bạn bè tôi đều bị zombie lây nhiễm. Tôi là người duy nhất còn lại. Nhiều người ở đây cô đơn. Thực ra trong những ngày tận thế, thường bộc lộ mặt xấu nhất của bản chất con người. Nhiều người sẵn sàng giết bạn đồng hành của mình để lấy nguồn cung cấp. Vì vậy mọi người không tin tưởng lẫn nhau. Chả lẽ ngay từ đầu cô đã không sợ tôi cướp đồ của cô ư? Chỉ là nhắc bạn tốt nhất nên lo bản thân mình trước. Nếu tôi không cứu cậu lúc đó, tôi đoán ngày này năm sau là ngày giỗ bạn. Nghe điều này, tôi chỉ có thể mỉm cười lịch sự. Bạn dự định ở đây bao lâu? Chưa biết. Tiêu tiền xong tôi ra ngoài thu thập đồ dùng. Ở lại đây cần một khoản chi phí không hề nhỏ. Nếu bạn không phiền thì cứ ở lại đây trước đã. Tôi vẫn còn chỗ phía sau quầy quán bar. Hóa ra lại có chuyện thật như phim. Đẹp trai khoai to không lo chết đói. Bạn đang nghĩ gì đó? Tôi không để bạn sống vô ích đâu. Bạn phải làm việc cho tôi để trả tiền thuê nhà. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, đội trưởng dẫn vài chàng trai tới quán bar. Chị gái Dâm Càng, để tôi xem bạn mang về loại rượu ngon nào. Đã lâu rồi tôi không uống rượu với bạn. Tối nay đi uống với tôi nhé. Nói xong hắn đưa tay ra, tôi vẫn muốn được ôm. Dâm Càng vội vàng lùi lại 2 bước. Này đội trưởng Vang, nôn nóng thế. Tới ngồi cạnh tôi trước đi. Tôi sẽ nhờ người phục vụ rượu cho bạn.
Sau đó, đưa tôi vào phòng sau. Đây là phòng của bạn. Bạn có thể ở lại đây trong thời gian này. Tôi có cần phải làm gì không? Chưa cần thiết. Vậy trước tiên hãy để tôi ra ngoài đi dạo. Vừa đến đây, khá tò mò. Thôi tôi sẽ không đi cùng bạn nữa. Chỉ cần nhớ tối nay quay lại nhé. Hãy cẩn thận ở ngoài đó. Vì sẽ không có ai quan tâm nếu có ai đó biến mất ở đây. Nói xong tôi bước ra khỏi quán bar, đi chơi một mình. Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên. Tôi vừa phản ứng thì nhớ ra Zumbo đã cho số điện thoại của tôi cho truyền thông vệ tinh. Tôi đồng ý gửi cho họ một tin nhắn. Vì những chuyện đã xảy ra trước đó nên tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi chợt quên mất điều đó. Tôi lấy điện thoại ra, thấy đó là một cuộc gọi điện video. Tôi chấp nhận. Đầu bên kia điện thoại là Trồn Liều. Tôi thấy anh ấy mỉm cười và nói với tôi: "Thế nào rồi, có gì hát không đạt xít? Tôi vừa mới vào bây giờ đang lang thang trên đường. Còn bạn thì sao, những ngày tôi đi xa có nhàm chán không? Bạn có nhớ tôi không? Tôi nhớ bạn nhiều lắm. Không có bạn xem phim Nhật Trung một ngày dài như một năm vậy. Hãy nhìn xem Đồn Lầu buồn như nào." Sau đó màn hình thay đổi. Tôi thấy Đồn Lầu đang múa quạt trên nền nhạc Vinahosi. Trông như anh Bảnh. Bên cạnh Chi Bèm có một đám nữ sinh đang theo dõi. Chết tiệt, tôi đang đi làm nhiệm vụ. Còn các bạn lại ăn chơi nhảy múa như phê đồ. Khi tôi quay lại tôi sẽ không chăm sóc các cậu nữa. Sau đó Zumbo xuất hiện trên màn hình và nói với tôi: "Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ?" May mắn thay, tôi suýt bị nhận ra khi bước vào trạm kiểm soát. Đội trưởng mà chúng ta đã giết hồi đó chính là anh trai của thủ lĩnh vũ trang. "Thế bạn có ổn không?" "Không gì xảy ra, trên đường tôi gặp một nữ chủ quán bar. Cô ấy đã giúp tôi." "Ha ha, chắc là khoái cậu rồi." "Thôi nào, cậu nghĩ tôi có tâm trạng đó sao? Họ không có gì để làm ở đây mỗi ngày. Cũng khá nhàm chán. Vào ban ngày Đồn Lầu và Trồn Liều sẽ ra ngoài chiến đấu với Sambi. Hai người họ bây giờ khá giỏi trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp." "Ừ, đúng rồi. Môi trường ở đó thế nào? Bạn đã nghĩ ra cách nào để lẻn vào chưa?" "Tôi vừa mới đến, chưa tìm hiểu về môi trường." Đúng lúc tôi muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên tôi nghe thấy Trồn Liều gọi Zumbo. "Anh ơi, nhảy tiếp thôi. Các cô gái đang đợi bạn." "Được rồi, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm. Đầu tiên bạn nên tìm hiểu môi trường ở đó. Nếu cần gì thì hỏi tôi." Nói xong anh cúp máy. Đờ mở lũ ham chơi tôi im lặng một lúc. Đột nhiên tôi bị thu hút bởi một tiếng kêu. Hóa ra ở xa có mấy người bắt nạt ai đó. Tôi chỉ cảm thấy rất tức giận. Tôi dự định đến đó và làm anh hùng. Tôi bước tới chỗ họ và hét lên: "Để cậu bé đi. Thằng rẻ rách đến từ đâu? Dám xen vào việc của người khác. Thật là xấu trai. Chưa bao giờ gặp bạn trước đây. Bạn có biết các quy tắc nếu bạn là người mới ở đây? Không có phí bảo vệ ở đây. Thật nguy hiểm khi đi bộ vào ban đêm. Người mà họ bắt nạt chạy đến chỗ tôi thật nhanh. Hãy giúp tôi. Họ lấy tiền của tôi. Ăn nói xà lơ. Vừa rồi bạn đã có rất vui ở đó. Không có chúng tôi bảo vệ, bạn có thể cảm thấy thoải mái như vậy không? Bạn đến từ một khu vực giàu có. Việc ban cho chúng tôi một số đặc ân có gì sai? Tôi chỉ là nhân viên giao hàng tại viện virus học. Tôi không có nhiều tiền." Nghe điều này, tôi chợt nghĩ, chuyên gia virus tôi muốn cứu, chẳng lẽ nó ở trong phòng thí nghiệm bên trong viện virus học? Thật là một mèo mù vờ cà rán. Chuyên gia virus tôi muốn cứu, chẳng lẽ nó ở trong phòng thí nghiệm bên trong viện virus học? Thật là may mắn đi mà. Rồi một tên xã hội đen nhỏ đến và muốn làm gì đó. Tôi đã đá anh ta đi, nằm trên mặt đất bất động. Những người khác thấy vậy họ lao về phía trước. Với tôi những thằng nhóc này chỉ là bài tập khởi động. Và cả đám họ bị oánh. Sau đó người đàn ông đó nói với tôi: "Chắc hẳn bạn đã mệt mỏi sau khi chiến đấu quá lâu. Để tôi đãi cậu món gì ăn nhé." "Đúng thứ tôi muốn. Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy, bạn có biết chuyên gia đó không? Tôi vừa nghe nói bạn làm việc ở một khu giàu có. Chẳng phải ở đó rất cao cấp sao?" "Tôi chưa đến đó. Nói cho tôi nghe về nó đi." "Thành phố này, tất cả các phòng ban quan trọng và một số tòa nhà đều ở bên trong. Tất cả các nguồn cung cấp được ưu tiên ở đó. Các địa điểm vui chơi giải trí và ẩm thực bên trong có chất lượng cao nhất. Có một quán bar Trần Duy Hưng bên trong. Đêm nào cũng đông. Họ đều là những người có địa vị cao. Chi tiêu ở đó, tiền lương hàng tháng của tôi, thậm chí không đủ để uống một chai rượu ngoại ở đó. Ngoài ra còn có một câu lạc bộ thế giới. Tất cả đều là những người mẫu xinh đẹp. Họ đều là thợ săn tiền thưởng. Hoặc những người sống sót bị các tổ chức vũ trang bên ngoài bắt giữ. Họ buộc phải làm việc ở đó để tồn tại. Nhiều người giàu bỏ ra hàng nghìn đô la Mỹ để làm đẹp. Tôi chợt nghĩ đến người thủ lĩnh vũ trang lúc trước. Họ chỉ chuyên kiếm đô. Dường như, họ không phải là nhóm duy nhất làm những việc vô đạo đức như vậy. Trước lợi ích, đạo đức dường như rất nhỏ bé. Thành thật mà nói, bạn đã bao giờ đến đó chưa? Tôi cũng muốn đi, nhưng túi tiền của tôi không cho phép. Điều này dẫn đến sự hình thành các khu ổ chuột. Vậy nên nghèo càng nghèo, rất nhiều những thợ săn tiền thưởng đang mạo hiểm mạng sống của họ, đi ra ngoài thu thập vật tư để đổi lấy tiền, sau đó vào trong và tiêu tiền. Tôi không có khả năng, nếu không tôi sẽ ra ngoài và cố gắng hết sức. Vậy là bạn đến đó để chơi gái à? Tôi nghi làm nhá. Khi tôi đến đó tôi thấy họ đang ngồi xổm bên ngoài. Ở đây cũng có một số băng đảng nhàn rỗi. Tôi bấn nên ra ngoài và chấp nhận rủi ro, rồi bị chúng cướp. May mắn thay nay tôi gặp bạn.
Nếu không chắc lương tháng này của tôi sẽ hết sạch. Trong trường hợp này, tại sao họ không đến khu giàu có? Chẳng phải cướp của người giàu thì tốt hơn sao? Anh ta mỉm cười khi nghe điều này. Điều này về cơ bản là không thể. Mỗi người đàn ông giàu có đều có nhiều vệ sĩ riêng vây quanh. Các kỹ năng của họ, về cơ bản, họ là những người giỏi nhất trong số những thợ săn tiền thưởng. Và họ có thể đem vũ khí. Ngoài ra, nếu bạn muốn vào, bạn không thể vào bằng thẻ thông thường. Bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền để hối lộ người chịu trách nhiệm canh gác. Những tên xã hội đen hoàn toàn không có loại tiền đó. Ngay cả khi bạn vào được thậm chí không thể vào nhà người khác. Vì nếu có khả năng họ đã ra ngoài tìm nguồn cung cấp. Cũng đúng, tôi từng nghe bạn nói bạn làm việc trong một viện nghiên cứu virus học. Tôi tò mò về những gì đang diễn ra bên trong. Nơi tôi làm việc, đó là bộ phận được bảo mật cao nhất bên trong. Bên trong là vaccine chịu trách nhiệm nghiên cứu virus zombie. Nghe nói rằng việc tăng cường gen chiến binh cũng đang được nghiên cứu. Để xây dựng một đội quân hùng mạnh trong tương lai. Đi và tiêu diệt tất cả zombie bên ngoài. Sau đó xây dựng lại xã hội. Quay trở lại cuộc sống cũ của chúng ta. Bạn nghĩ sai quá. Xây dựng quân đội là để dễ kiểm soát hơn. Bây giờ phải lấy lòng anh ta, để anh ta tin tưởng tôi. Có lòng tin của anh ấy sẽ giúp ích nhiều, để thuận tiện công việc. Căn bản những người như anh ta chỉ là tốt thí. Có người đàn ông nào tên là tiến sĩ Jaffer ở chỗ bạn không? Có tiến sĩ Jaffer là giám đốc viện của chúng tôi. Có người đàn ông nào tên là tiến sĩ Jaffer ở chỗ bạn không? Có tiến sĩ Jaffer là giám đốc viện của chúng tôi. Anh ấy thật tuyệt vời. Ông là người chịu trách nhiệm cải tiến gen và nhân bản chiến binh. Anh ấy cũng có mối quan hệ tốt với các năm cũ. Có phải anh ấy cũng đang nghiên cứu vaccine virus? Bác sĩ ở trong đội của anh ấy. Một bác sĩ khác tên là tiến sĩ Bảy. Nhưng anh ấy khác với những người khác. Có rất nhiều lính canh ở bất cứ nơi nào anh ấy làm việc. Luôn bảo vệ anh ấy để anh ấy không thể đi đâu khác. Có vẻ đúng. Người tôi đang tìm là tiến sĩ Bảy. Nhưng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Không nên quá bốc đồng. Tôi không thể tin được bạn là một nhân viên nhỏ bé như vậy. Lại biết rất nhiều. Vì tôi là người nhiều chuyện. Mỗi lần giao hàng tôi được tiếp xúc với các vị trí khác nhau. Ngoài ra tôi thường đến đây để chơi láo. Họ cũng thường nhờ tôi giới thiệu những địa điểm thú vị ở đây. Đúng lúc tôi muốn tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Viện cần tôi bây giờ. Gửi ngay một lô thuốc. Tôi sẽ đi ngay. Thế còn tôi giúp bạn chuyển nó cùng nhau thì sao? Dù sao tôi cũng không có gì để làm. Tôi chỉ muốn đến thăm khu vực giàu có. Tôi chỉ nỗi hy vọng có thể lẹn vào cùng anh ấy. Bởi vì anh ấy thường đến và đi, sẽ không dễ bị nghi ngờ nếu theo anh ta. Và nó giúp tiết kiệm tiền hối lộ lính gác. Thế thì tuyệt cả là vời. Có lẽ tôi sẽ phải mất một thời gian dài để làm điều đó một mình. Cảm ơn rất nhiều. Nói xong tôi lên xe của anh ấy đi thẳng đến nhà kho lấy thuốc. Chúng tôi đến viện lấy thuốc. Sau khi quét mống mắt, chúng tôi đã đi vào trong. Đi qua phòng canh gác. Tại sao lại có người ở cửa này? Đây là phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bảy. Chúng tôi chỉ muốn gửi thuốc cho anh ấy. Anh ấy nói với người bảo vệ. Họ mở cửa và cho chúng tôi vào. Bác sĩ đang nghiên cứu về zombie. Vậy đây không phải là zombie trùng sao? Đã trở thành đối tượng thử nghiệm ở đây. Ông phớt lờ chúng tôi, bảo chỉ cần để thuốc ở đó. Hãy đến đây và giúp tôi. Ghi nó để tôi lấy máu của nó. Nghe điều này, làm anh chàng đó khá sợ hãi. Anh ấy nhanh chóng nói rằng anh bị dị ứng với zombie. Anh ấy không quên đẩy tôi lên. Đúng thứ tôi muốn, tôi thấy zombie trùng đang vật lộn. Nhưng tôi cảm thấy như nó không có nhiều sức mạnh. Cảm giác này khác với những gì tôi gặp ở bên ngoài. Này chàng trai bạn thật dũng cảm. Trừ mấy thằng vô tri ở đây chả làm được cơm cháo gì cả. Tôi đã nói dối ông ấy, tôi đã từng là một người lính, cũng không dũng cảm lắm. Tôi thấy zombie này lạ lắm, nó dường như không có chút sức mạnh nào. Tôi đã tiêm cho anh ấy huyết thanh kháng virus. Tạm thời khỏi bệnh, nhưng huyết thanh vẫn chưa hoàn hảo. Không thể loại bỏ hoàn toàn virus của anh ấy. Tôi không biết nó duy trì được bao lâu. Nói xong, nó đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, liền lộn một vòng xuống đất. Ký lùm mé đồ hết tác dụng rồi. Nó lập tức lao về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng đá nó đi. Úi tôi nhỡ chân đá zombie, vô tình vào người anh chàng giao hàng. Nó đã đánh gục chàng trai trẻ. Tại thời điểm này, người bảo vệ ngoài cửa xông vào, bắn nó ngay lập tức. Tôi phải nói rằng những người bảo vệ này khá mạnh. Bị bắn liên tục vào đầu. Zombie đã bị loại bỏ trong thời gian ngắn. Ngay khi đó chàng trai đứng dậy và thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy một trong những người bảo vệ nói. Ê cu, còn chưa đợi anh chàng giải thích, cú bắn thẳng vào đầu. Anh bạn là tôi đang định lao tới tranh cãi với họ. Sau đó tôi thấy khẩu súng chĩa vào tôi và nói. Chúng tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của tiến sĩ Bảy. Loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm tàng. Bây giờ tôi nghi ngờ bạn cũng bị cắn. Đợi chút anh ấy là trợ lý của tôi. Bạn dám chạm vào anh ấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu của tôi. Jaffer sẽ đổ lỗi cho nó. Bạn có gánh nổi không? Hai người bảo vệ không dám xúc phạm bác sĩ Bảy. Liền vội vàng lùi lại. Chàng trai trẻ cảm ơn vì vừa rồi đã cứu tôi.
Nếu bạn không phiền, hãy là trợ lý của tôi từ giờ. Mức lương chắc chắn sẽ cao hơn khi giao hàng. Thì ra bác sĩ tưởng tôi cũng đi giao hàng, nhưng cũng may tôi được ở lại. Chờ cơ hội giải cứu ông ấy. Dọn dẹp hiện trường, bác sĩ đưa tôi đến phòng chờ và ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, chắc bạn là người mới ở đây phải không? Bạn có nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra không? Nó xảy ra đột ngột, người tốt ra đi như vậy. Nhưng tôi thấy bác sĩ rất bình tĩnh. Chắc hẳn đã thấy loại chuyện này nhiều rồi. Đúng vậy, nhiều đồng nghiệp xung quanh tôi khi nghiên cứu bị nhiễm virus. Vậy việc nghiên cứu vaccine hiện nay thế nào rồi? Bạn cũng vừa thấy đó, đã không thành công. Tôi không thể tìm thấy huyết thanh sống sót phù hợp. Vì thế, tôi muốn bạn giúp tôi tìm một đứa bé đặc biệt. Con bé là con gái tôi, nhưng cô ấy đã biến mất sau khi virus bùng phát. Huyết thanh của cô ấy miễn dịch với virus, vì rất xịn cũng không có tuổi. Zadfor luôn muốn tìm con bé, rút máu của nó, vậy nên nó đã trốn. Tôi giờ không biết chính xác nó đang trốn ở đâu. Đây là hình ảnh của con gái tôi, tên nó là Lisa, 18 tuổi. Zadfor đã cử vài nhóm ra ngoài tìm kiếm. Không biết sao rồi. Ít nhất thì chắc chắn con bé vẫn chưa được tìm thấy. Bạn có chắc là Zadfor không tìm thấy cô ấy không? Liệu anh ta có thể đã tự tổng hợp được rồi, cũng đang nghiên cứu virus? Không, vì nếu Zadfor tìm thấy nó, anh ấy sẽ không nhờ tôi giúp nghiên cứu loại huyết thanh thay thế. Nói thật với anh, thực ra tôi là lính đặc nhiệm mồn lèo, gửi đến để giải cứu bạn. Chúng tôi đã thấy nhật ký bạn để lại. Tôi biết bạn đang nghiên cứu huyết thanh kháng virus để cứu nhân loại. Đó là lý do tôi được cử đến để tìm bạn. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm Lisa. Thật ra tôi đã đoán được rằng bạn không phải người của Zadfor. Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn điều này. Làm sao bạn biết? Người mang thuốc đến cùng bạn cũng là bác sĩ. Anh ta chịu trách nhiệm đặc biệt về khu ổ chuột bên ngoài, đang tìm kiếm Lisa. Tôi hiểu rồi. Chẳng trách anh ấy nói anh ấy đến đây thường xuyên, đã quá quen thuộc với nơi đó. Chỉ để tìm Lisa. Các cụ có câu, các cậu có cua nhầm. Phụ nữ đẹp không thể tin, tốt nhất là không tin bố con thằng nào. Sở dĩ anh ta không dám đến giúp, đó là vì trước đây anh ấy đã gặp một vài trợ lý của tôi cũng bị nhiễm bệnh. Khi tôi phát hiện ra danh tính của họ, thật tình cờ và thật bất ngờ. Khi vệ sĩ biết tôi không bị nhiễm bệnh, đã muốn giết anh ta bằng súng. Nên tôi cảm thấy như anh ta thuộc phe họ. Bạn có biết tiến sĩ Zadfor đang làm gì không? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết anh ấy luôn muốn sử dụng điều thứ năm, phát triển zombie thông minh, làm theo yêu cầu của anh ấy. Ngoài ra còn có sự tăng cường di truyền, tạo siêu chiến binh bằng huyết thanh cao cấp. Con zombie đặc biệt mà tôi thấy vừa rồi chính là nó. Thí nghiệm thành công thật. Mặc dù thông minh hơn zombie bình thường, tính linh hoạt cũng cao, nhưng virus không hoàn hảo, mất kiểm soát. Tất cả những người sống sót là mục tiêu của anh ta. Tôi phải nghiên cứu thuốc giải để ngăn chặn anh ta. Bây giờ anh ta sẽ thực hiện kế hoạch thanh lọc con người. Chỉ còn lại những tài năng cấp cao để tái tạo. Ai không đủ tiêu chuẩn hoặc không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Anh Bảy đừng lo. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là đưa bạn ra ngoài. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên một người bảo vệ bước vào và nói rằng đã muộn rồi. Đã đến lúc bác sĩ Bảy phải quay lại giường rồi. Lúc này bác sĩ đã cấp cho tôi thẻ ra vào đặc quyền cao. Bạn có thể đến một cách suôn sẻ với thẻ này. Hãy về trước. Ngày mai hãy đến tìm tôi. Quay lại quán bar, tôi thấy nó đã đóng cửa. Dâm càng ở đó một mình. Tôi tưởng bạn sẽ đi loanh quanh và không bao giờ quay lại. Nếu muộn hơn tôi sẽ đóng cửa, để bạn ngủ trên đường phố. Tôi mỉm cười và nói, chúng tôi gặp phải một số chuyện khẩn cấp tối nay. Tôi nhìn thấy ai đó đang bị cướp. Sau đó tôi đi giải cứu người đàn ông bị cướp. Anh ấy thậm chí còn giới thiệu cho tôi một công việc vì lòng biết ơn. Đến khi có lương tôi sẽ đưa bạn đi ăn. Tôi cũng đã trả tiền thuê nhà. Cậu không bị thương phải không? Đừng khoe khoang ở một nơi như thế này. Bạn không biết nguồn gốc của ai. Không, bạn sẽ gặp rắc rối nếu xúc phạm nhầm người. Nhân tiện, bạn đã tìm được công việc gì? Tôi vừa định nói là ở viện nghiên cứu, nhưng lại nghĩ, quên đi, hãy tránh những rắc rối không cần thiết. Bởi đây là một bộ phận đặc biệt. Tôi cũng không biết nhiều về dâm càng. Đừng nói quá nhiều. Tôi vừa tìm được công việc giao hàng ở một khu giàu có, thu nhập khá tốt. Bạn là một chàng trai may mắn, đã tìm được việc làm ngay khi đến nơi. Có vẻ như việc bạn sống ở đây lâu sẽ không thành vấn đề. Không còn phải mạo hiểm ra ngoài tìm nguồn cung cấp. Đúng là woman mà. Mục tiêu đầu tiên của tôi bây giờ là làm thế nào để đưa bác sĩ ra ngoài. Anh ấy chịu sự giám sát 24 giờ. Chắc chắn không thể dùng vũ lực để giải cứu. Tốt hơn hết là nên báo cáo tình huống này cho Zumbo trước. Cũng muộn rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi. Bạn cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Bạn đã kiệt sức sau một đêm bận rộn. Đúng rồi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Sau đó tôi trở về phòng. Tôi đã gọi điện video cho Zumbo. Ngoại trừ Zumbo trong hình, tôi mơ hồ nhìn thấy chị Bém chỉ nằm sau lưng anh ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với chị Bém vậy? Zumbo cười tà dâm. Tối nay chị Bém uống quá nhiều. Hãy để cô ấy nằm đây với tôi lúc này. Sẽ đưa cô ấy trở lại phòng khi cô thức dậy. Con lợn này, đừng nói dối tôi. Thôi, bạn báo cáo tình hình đi. Tôi đã thấy doctor và tôi đã nói danh tính của mình cho anh ấy. Bây giờ tôi là trợ lý của anh ấy, nhưng có những người theo dõi ở đó 24 giờ một ngày. Anh ta cũng bị hạn chế rời khỏi viện. Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để đưa anh ấy đi. Bên cạnh đó, bác sĩ muốn chúng tôi giúp ông tìm con gái Lisa.
anh ấy không biết cô đang ở đâu. Được rồi, tôi sẽ bố trí nhân lực đi tìm cổ. Bác sĩ đã phát triển được huyết thanh kháng virus chưa? Đã không thành công. Tối nay tôi thấy một zombie trùm ở phòng thí nghiệm của anh ta. Tiêm thuốc giải độc, nhưng nó không tồn tại được lâu trước khi thất bại. Ông ấy nói những người sống sót đặc biệt phải được tìm thấy. Chỉ cần lấy máu ra và phân giải. Đầu tiên bạn nên tìm hiểu tình hình an ninh ở đó và tìm cách phá hủy hệ thống điện ở đó. Tạo ra lộn xộn, đến lúc đó lợi dụng hỗn loạn đưa bác sĩ ra ngoài. Chúng tôi sẽ gặp bạn ở ngoài. Anh ơi, anh cần đưa thêm người đến đây. Máy bay không người lái cũng đã được sắp xếp. Có xe tăng ở trạm kiểm soát đằng kia. Đừng lo lắng, những cậu bé trinh sát đó không đáng nhắc tới đâu. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, làm tôi sốc. Tôi thấy Dương Càng mang đồ ăn vào và hỏi tôi, bạn đói không? Ăn nhẹ nhé. Tôi nhanh chóng nói cảm ơn bạn rất nhiều. Tối nay tôi đã ăn no ở ngoài. Bây giờ không đói, nhưng chợt tôi nghĩ, nếu tôi từ chối cô ấy khi đã nấu đồ ăn đêm, cô sẽ rất buồn, nên thôi kệ, nhìn ngon đó chứ. Tôi sẽ thử nó sau. Được rồi, tôi sẽ đặt nó sang một bên. Lát nữa nhớ ăn nhé. Nói xong cô bước ra ngoài. Này, đây mới là ngày đầu tiên cậu đến đây, nhóc. Điều bày rất có lợi. Cho tôi biết hiện bạn và bà chủ đó tới mức nào rồi. Này, tôi còn chưa nói cái mặt anh đâu nhá. Tôi một mình mạo hiểm, còn anh lại bay lắc với chị bém và hai nhóc kia. Màn hình thay đổi, tôi thấy hai người họ nằm trên ghế sofa và ngủ ngon lành. Đến phòng thí nghiệm của bác sĩ vào ngày hôm sau, tôi đã nói với bác sĩ về kế hoạch đưa anh ấy ra ngoài. Sau đó ông nói, tầng dưới cùng là nhà tù của ông chủ. Nhiều zombie khác nhau bị giam cầm để chúng nghiên cứu. Các ổ khóa ở đây đều được điều khiển bằng điện tử. Nếu hệ thống điện bị hư hỏng, tất cả các khóa sẽ vô hiệu. Đến lúc đó một số lượng lớn zombie sẽ tràn ra. Nói xong anh ta đưa cho tôi một quả lựu đạn choáng. Khi đến lúc bạn có thể sử dụng vật này, khống chế người canh cửa, rồi xâm nhập vào hệ thống điện. Đến lúc đó hãy đổ chai chất lỏng này lên, sẽ làm tê liệt hệ thống. Nói xong ông bảo tôi giả vờ đi xuống tầng dưới, lấy cho ông mẫu virus số 3. Tôi đi thang máy xuống tầng trệt. Cậu đang làm gì ở đây? Tiến sĩ Bảy nhờ tôi tới, lấy cho anh ấy loại thuốc chống virus số 3. Ở căn phòng trong cùng, hãy tự mình đến đó. Tôi đã đi bộ suốt quãng đường vào bên trong. Tôi phát hiện ra rằng thực sự có rất nhiều zombie bị giam giữ ở đây. Bao gồm một số zombie đặc biệt, có vẻ như họ đang thử nghiệm trên zombie. Đi đến phòng trong, tôi đã nói chuyện với các nhà nghiên cứu bên trong về tình hình. Anh ấy lấy mẫu virus và đưa cho tôi. Khi sắp rời đi, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình. Sau đó tôi cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Tôi nhìn lại. Hai người đã đến, thoạt nhìn, tôi cảm thấy chúng thật khác thường. Sau đó người đàn ông có khuôn mặt trẻ thơ nói, các mẫu tôi muốn đã sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng, tiến sĩ Jaffer. Hóa ra ông ấy là tiến sĩ Jaffer. Tôi luôn nghĩ anh ấy sẽ là một ông già. Không ngờ trông anh lại như một đứa trẻ. Người ở phía sau có lẽ là vệ sĩ của anh ấy, trông khí thế chết người. Rồi tôi mỉm cười với tiến sĩ Jaffer, sau đó bước ra khỏi phòng. Anh ấy cũng không quan tâm đến tôi. Với anh tôi chỉ là một kẻ thấp kém. Anh ấy sẽ không để ý tôi chút nào. Lợi dụng lúc không ai chú ý, tôi bí mật lẻn vào phòng phân phối điện, sau đó đổ vào máy biến áp. Chai chất lỏng do bác sĩ cung cấp, ngay lập tức thiết bị bắt đầu quá tải. Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng bị tê liệt. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và định đi thang máy lên. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc sắp mất điện. Không phải tôi sẽ bị kẹt trong thang máy sao? Có lẽ nào tôi phải leo cầu thang. Tầng 34 lận chết tôi mất. Không nghĩ quá nhiều, tôi chạy đến cầu thang. Hệ thống điện bị tê liệt. Cửa phòng giam bị đập mạnh. Tiến sĩ Jaffer cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng anh ấy nói rất bình tĩnh, không việc gì phải xoắn. Sau đó vệ sĩ bên cạnh nói, cho gấu đi cài xin một lai nha. Rồi anh ấy bước ra khỏi cửa. Những thây ma bên ngoài đã giết chết những người bảo vệ. Nhìn anh ấy đi ra cứ như thấy đồ ăn vậy. Tất cả đều tấn công anh ta. Bỗng anh ấy đột nhiên vận kỳ. Chỉ cần một vài đòn tấn công và tất cả zombie đều bị tiêu diệt. Kiểu tấn công này, đơn giản là con người không thể làm được điều đó. Anh ta có thể đã được Jaffer tiêm cho siêu huyết thanh. Đi ra ngoài phòng bác sĩ, lợi dụng việc bảo vệ không chú ý, tôi lấy quả lựu đạn gây choáng mà bác sĩ đưa cho rồi ném qua. Hai người chưa kịp phản ứng thì đã bị điện giật ngất xỉu. Tôi sẽ nhanh chóng đưa bác sĩ đi. Nhân tiện tôi đã lấy khẩu súng lục từ người bảo vệ. Xuống đến bên dưới, tôi thấy nơi này thật hỗn loạn. Có zombie và bảo vệ bị cắn ở khắp mọi nơi. Tôi bắn nhanh.
Những Sambi chặn đường dẫn bác sĩ ra ngoài. Đột nhiên có ai đó gọi chúng tôi từ phía sau. Dừng lại, bạn đang đi đâu? Tôi yêu cầu bác sĩ tiếp tục bước đi, rồi bất ngờ quay lại bắn họ. Bên kia không kịp phản ứng. Một người bị hạ bởi tôi, người còn lại cũng bắn trả tôi. Ngay khi anh ấy đang tập trung vào việc bắn với tôi, anh ta không nhận thấy rằng có một thây ma đang đến gần anh ta. Bất ngờ anh bị Sambi đánh ngã, tiếp tục như vậy. Đến một góc, tôi sử dụng điểm mù của mình để tấn công bất ngờ, lại giải quyết thành công hai người bảo vệ. Bước ra ngoài, tìm thấy một chiếc xe. Không nói một lời, chúng tôi lên xe chạy ra ngoài. Khi lái xe, tôi gọi cho Zambo để báo cáo tình hình. Tôi đã đưa bác sĩ ra ngoài. Tốt lắm, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Có vẻ như chúng ta đã tìm đúng người. Đừng nói vớ vẩn, bây giờ chúng tôi vẫn ở thành phố. Hãy nhanh đến hỗ trợ tôi. Được, nhưng chúng tôi sẽ cần thời gian. Đầu tiên bạn tìm một nơi để trốn cùng doctor. Điểm đến hơi xa, hãy đợi hai ngày ta sẽ gặp nhau. Chết tiệt, hai ngày sau họ phát hiện ra bác sĩ bảy đã mất tích. Sẽ tổng lực tìm kiếm. Tôi sẽ trốn ở đâu? Chúng tôi đã gửi máy bay không người lái tấn công trạm kiểm soát, để họ nghĩ rằng bạn đã trốn thoát khỏi thành phố. Họ chắc chắn sẽ cử một lượng lớn người đi săn. Nhân lực ở thành phố cũng sẽ ít hơn nhiều. Bạn đến quán bar trước tìm lý do để trốn. Bà chủ đã làm cho bạn một bữa ăn vào đêm khuya, sẽ không nghi ngờ bạn. Chết tiệt, đành vậy thôi. Nói xong anh cúp máy. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Tôi phải mất 3 hoặc 4 ngày để lái xe tới đây. Thật tốt khi họ có thể đến sau 2 ngày để hỗ trợ. Ngay khi tôi đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để nói chuyện với Giang Cầm, một loạt đạn bắn lên trên kính chắn gió của tôi. Tôi nhanh chóng quay người để tránh nó. Tôi không ngờ họ lại bắt kịp nhanh đến vậy. Tiếp tục bắn vào ông Tô. Tôi nhấn ga để vượt lên. Khi bạn đến gần xe của họ, rẽ trái. Xe của họ ngay lập tức mất kiểm soát. Xe bị lật tại chỗ. Đưa bác sĩ đại tới quán bar. Quán bar vẫn chưa mở. Chỉ có Dâm Càng ở đó. Thấy chúng tôi bước vào, cô ấy hơi ngạc nhiên. Tôi nghĩ đây cũng là chuyện thường. Chắc là vì cảm thấy như tôi đã vắng mặt vào ngày đầu tiên đi làm. Lại còn đưa một ông già tới đây. Tôi vẫn đang nghĩ lý do nào đó để giải thích tình hình cho cô ấy. Tôi thấy cô ấy nói một cách hào hứng. Cha, Lisa, vậy là con đang trốn ở đây. Ta tưởng con mất tích. Thì ra là vậy. Hóa ra Giang Cầm chính là Lisa, con gái của bác sĩ, đang ở ngay trước mặt tôi. Thật là nhức nhức cái đầu. Bây giờ tôi phải làm sao? Đứa nào viết câu chuyện này vậy? Hãy đứng lên. Tôi hứa sẽ không đánh chết bạn. Từ khi biết chuyện bố đã bị chúng bắt đi, con đã cố gắng lẻn vào đây. Con đang tìm kiếm cơ hội để giải cứu bố. Con không bao giờ ngờ được lại gặp bố ở đây. Cảm ơn cậu trai trẻ đã cứu tôi. Giác Phong bỏ tù tôi chỉ để dụ con bé ra ngoài. May mắn là có bạn, tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát. Nghe điều này khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi nghĩ mọi nỗ lực tôi bỏ ra trước đây đều xứng đáng. Ngay lúc tôi còn đang đắm chìm trong niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên Giang Cầm nói, đặt giết bạn đang bị thương. Hạ tôi nhanh chóng nhìn xuống ngực mình. Một vùng nhuộm đỏ máu. Có lẽ tôi đã bị họ bắn trong xe vừa rồi. Bởi vì lúc đó tôi rất phấn khích. Adrenaline tăng vọt, không có cảm giác gì cả. Vào lúc này, một nỗi đau ập đến trong tôi. Tôi ngất đi ngay lập tức. Tập trước có nhắc đến việc tôi bị bắn và ngất xỉu. Khi tôi thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Giang Cầm và bác sĩ đều nhìn tôi. Bạn làm tôi sợ chết khiếp thật, may bạn đã tỉnh. Để cứu bố tôi, bạn gần như đã chết. Tôi thực sự không biết làm thế nào để trả ơn bạn. Tôi thầm hạnh phúc khi nghe được điều này. Bạn cam kết với tôi ư? Tôi không thể không cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến điều này. Gây nứt vết thương, đau đến mức tôi bật khóc. Lúc này bác sĩ nói trước mắt đừng quá phấn khích. Tôi vừa giúp bạn lấy viên đạn ra, vết thương vẫn chưa lành. Tôi sẽ tổng hợp, rồi trích hỗn hợp máu được chiết xuất từ huyết thanh. Nhưng đừng lo lắng, nó sẽ không cung cấp cho bạn virus. Chức năng của nó là tăng cường trao đổi chất trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này giúp vết thương mau lành. Nó cũng làm tê liệt các dây thần kinh, làm cho bạn không cảm thấy đau, giống như siêu adrenaline. Ở hiện tại, về cơ bản tất cả mọi người trong quân đội đều được cấp loại thuốc này. Nó được tiêm vào cơ thể trước mỗi hành động. Vì không thể cảm nhận được nỗi đau, có thể chiến đấu bình thường ngay cả khi bị thương. Sức mạnh chiến đấu tăng gấp đôi. Đại tướng luôn mong muốn Giáp Pho kéo dài tác dụng của loại thuốc này. Tiếc là Giáp Pho không tìm được huyết thanh đặc biệt của con người. Thí nghiệm chưa bao giờ thành công. Đây cũng chính là lý do khiến họ không ngừng nỗ lực tìm kiếm Lisa. Giờ ok rồi, có con tôi, không chỉ có thể tạo ra thuốc giải virus, còn làm được siêu huyết thanh, cho phép người tăng cường các kỹ năng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó tôi nói, đừng nói nhiều nữa, nhanh tay cho em bản dùng thử nhé. Họ sẽ đến đón chúng ta trong 2 ngày nữa. Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Bác sĩ lấy ra một lọ thuốc và tiêm thẳng vào người tôi. Trong khoảnh khắc, một luồng điện lan khắp cơ thể, cảm thấy tràn đầy năng lượng sau đó, không đau chút nào. Tôi lăn người và nhảy ra khỏi giường. Tôi nói chúng ta phải tìm cách rời khỏi thành phố. Dâm Càng à, lộn Lisa em đến và đi thường xuyên. Quen với điều này, có cách nào không? Điều này không khó. Lúc đó tôi sẽ giả vờ ra ngoài tìm đồ. Sau đó tôi sẽ đưa các bạn ra khỏi xe và kiểm tra. Thuyền trưởng đằng kia với tôi rất dễ dãi.
Anh ấy không bao giờ kiểm tra xe của tôi mỗi khi tôi ra ngoài. Khi người tiếp viện tới chúng ta đi. Tối nay ngủ ngon nhé. Nhân tiện, hãy sẵn sàng. Đột nhiên một tiếng còi báo động nhanh vang lên. Hóa ra có người đang đi tới từ cửa quán bar. Kiểm tra giám sát. Hóa ra đội trưởng Ben đã dẫn đầu một nhóm người muốn bước vào với vũ khí trong tay. Bạn trốn ở đây trước. Căn phòng này là căn phòng bí mật. Không dễ để họ tìm thấy ở đây. Tôi sẽ ra ngoài và giải quyết họ trước. Nói xong, Lisa bước ra ngoài. Hóa ra lối vào căn phòng này nằm trên tường. Người bình thường thực sự không thể khám phá được nơi này. Sau đó đội trưởng Bang và nhóm của anh ta mang theo vũ khí bước vào. Đội trưởng Bang, đã muộn rồi, bạn không thể đến và uống lúc này. Hôm nay bạn còn đem cả những người bên mình. Bạn đang có kế hoạch thưởng thức một bữa tiệc sao? Ôi chị Giang Cầm, nói với bạn một điều. Viện vi rút học hôm nay bị một người náo loạn. Người đàn ông đó đã giết nhiều lính canh. Họ cũng bắt cóc một bác sĩ bên trong. Bây giờ toàn bộ thành phố đang được tìm kiếm. Tôi cũng phải làm theo mệnh lệnh. Xin hãy bỏ qua cho tôi. Bữa sau tôi sẽ làm một bữa để bù lại. Tụi bay mau đi kiểm tra. Tìm bất cứ ai khả nghi. Nhớ nhẹ nhàng với người của chị đây. Không được làm loạn nơi này. Không thì tao cho ăn đòn. Không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài. Thu thập vật tư. Bạn về được mấy ngày rồi? Lại đi ra ngoài. Tôi vừa mang về một lượng lớn bia và nước. Và đã được phố tại Trần Duy Hưng mua với giá cao. Tôi không muốn khi anh quay lại. Tôi hết rượu thì làm sao nói chuyện với đội trưởng đây? Vẫn là chị Giang Cầm hiểu em mà. Mấy đứa kiểm xong chưa? Kẻ khả nghi đã rời đi sau một thời gian dài. Chúng ta phải tìm kiếm ở nơi khác. Ngay khi họ định rời đi, đột nhiên có một người bước vào. Người này là vệ sĩ của Jack Ford. Đi đến và nói chuyện với đội trưởng. Mọi thứ ở đây đã được tìm kỹ chưa? Bạn là ai? Sao dám dạy tôi cách làm việc? Tôi đã theo dõi. Một chiếc xe khả nghi được phát hiện gần đây. Kẻ khả nghi đã mang bác sĩ bảy đi cùng. Không thể đi xa. Các bạn cẩn thận tìm kiếm từng centimet khu vực gần đó cho tôi. Tôi nghĩ bạn đang nghi quá. Tụi bay đến bắt hắn. Nói xong, hai người chuẩn bị tiến lại. Trước khi đến gần, đã bị anh ta đánh gục bởi sự nhanh nhẹn của mình. Thấy vậy, đội trưởng nhanh chóng rút súng lục ra và bắn anh ta. Chỉ nhìn thấy anh ấy, có máu chảy ra từ cơ thể sau hai phát súng, nhưng không thể cảm nhận được nỗi đau, đi thẳng đến đội trưởng. Lúc này đội trưởng sợ quá không dám cử động. Hãy nghe đây, nếu bạn để họ chạy trốn khỏi đây, tôi sẽ không tha cho bạn. Nói xong, anh bước tới chỗ Lisa và nhìn. Nếu bạn để tôi biết bạn đang che giấu kẻ khả nghi, tôi sẽ cho bạn sống không bằng chết. Nói xong hắn bước ra khỏi quán bar. Chúng tôi đóng gói đồ đạc vào ngày hôm sau. Lisa lái xe về phía trạm kiểm soát. Đến gần trạm kiểm soát, chúng tôi dừng lại và quan sát. Tôi thấy nơi này vẫn được canh gác nghiêm ngặt. Và chiến binh đó cũng ở đây. Có lẽ rất khó để thoát khỏi tình trạng này. Tôi đã gọi cho Rambo ngay. Chúng ta sắp đến địa điểm đón rồi. Tình hình bên đó thế nào? Tôi đang gặp rắc rối ở đây. Các trạm kiểm soát được bảo vệ nghiêm ngặt, gần như không thể đột nhập được. Chúng tôi cần hỗ trợ trên không. Không vấn đề gì, máy bay không người lái luôn ở chế độ chờ. Tiếp cận vị trí tấn công trong 2 phút. Bạn nên ẩn nấp gần đó trước. Sẽ mất một thời gian để họ phản ứng và cung cấp hỗ trợ. Lúc này, bạn nhân cơ hội thoát ra ngoài. Nói xong anh cúp máy, im lặng chờ đợi cuộc tấn công của máy bay không người lái. Sớm, một tên lửa địa ngục đã bắn trúng trạm kiểm soát. Xảy ra vụ nổ ngay lập tức, toàn bộ trạm kiểm soát đang trong tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi lái xe đi ngay lập tức. Một lúc sau, một người đàn ông đứng dậy trong đống đổ nát. Đó là chiến binh di chuyển. Dưới mức độ tác động này, vẫn có thể sống sót. Có vẻ như siêu huyết thanh của Jack Ford thực sự có tác dụng mạnh mẽ. Chỉ thấy anh ấy lấy điện thoại di động ra và gọi. Tiền đồn vừa bị tấn công, nhiệm vụ thất bại, mục tiêu đã rời đi. Được rồi, tôi có kế hoạch B, yêu cầu hỗ trợ trên không. Tôi sẽ đuổi theo chúng ngay. Không cần, tôi sẽ để bạn quay lại. Thuốc của bạn gần như đã hết tác dụng. Giờ hãy bình tĩnh, nếu hết thuốc mà bạn cố chiến đấu, tôi sẽ mất đi một người quan trọng. Đã đến lúc bạn phải tiêm thuốc. Lúc này Zeta trong thành phố phát hiện máy bay không người lái. Sau khi các sĩ quan nhìn thấy tình hình, đã hỏi ngay cấp trên để được hướng dẫn. Sau đó sắp xếp kế hoạch ứng phó. Từ căn cứ không quân ở xa, máy bay chiến đấu Thunder cất cánh trong trường hợp khẩn cấp, đi và chặn máy bay không người lái của chúng tôi. Trước sức mạnh tuyệt đối, không có chỗ cho máy bay không người lái tồn tại. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay gầm rú phía trên chúng tôi. Thật là kinh khủng. Nếu là mục tiêu của nó, bạn không thể chạy trốn. Một chiếc xe khả nghi được tìm thấy trên đường cách thành phố 10 km. Yêu cầu bắn, yêu cầu từ chối, trở về ngay lập tức. Ngay khi chúng tôi đang cân nhắc xem có nên dùng xe để trốn hay không, tiếng máy bay dần nhỏ đi. Anh ấy không chú ý đến chúng tôi sao? Ngay khi chúng tôi đang nghi ngờ,
Tôi nhìn thấy vài chiếc Hummer đậu bên đường cách đó không xa. Nhìn kỹ hơn, thì ra là một bóng dáng quen thuộc. Sambo và những người khác đang đợi chúng tôi đến. Yên tâm ngay lập tức. Nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành. Tôi có thể quay lại và nghỉ ngơi rồi. Tại sao lại để họ đi? Do sự hiện diện của những kẻ phản bội bên trong tổ chức, chúng tôi rút lui vào đám đông của những người sống khác, để họ nhầm lẫn với những người có vũ trang trên đường phố. Nhưng không ngờ chỉ huy bị trúng đạn. Trở về căn cứ, bác sĩ đang cầm huyết thanh được chiết xuất từ laser. Nói với tôi, với huyết thanh này, cộng với huyết thanh được chiết xuất từ nhiều loại zombie trước đây, trong vòng vài ngày, tôi có thể nghiên cứu các chất ức chế. Việc cứu cả nhân loại là phụ thuộc vào bạn. Tôi ủng hộ bạn hết mình. Sau đó cánh cửa đóng lại. Nhiều ngày liên tiếp, anh bảy nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu huyết thanh tổng hợp. Tôi cũng hơi tò mò, nên đã hỏi Lisa, mọi chuyện với bác sĩ thế nào rồi? Tôi cũng không chắc lắm. Ngoài việc cho ông ăn những ngày này, tôi chưa bao giờ thấy ông bước ra. Lạ thay hôm nay đã trưa rồi, nhưng không thấy ông yêu cầu tôi gửi đồ ăn. Nghe những gì cô ấy nói, tôi lập tức có một linh cảm không lành. Có thể là quá trình tổng hợp đã thất bại. Tai nạn gì đã xảy ra? Tôi vội va đến phòng thí nghiệm của bác sĩ cùng cô ấy. Khoảnh khắc cánh cửa được mở, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi sợ hãi. Tôi nhìn thấy bác sĩ ngã xuống đất. Huyết thanh của Lisa cũng bị thiếu trên bàn. Ngay khi tôi vẫn còn nghi ngờ, âm thanh báo động vang lên. Đây có phải là sự xâm lược từ bên ngoài? Tôi nhờ Lisa chăm sóc tốt cho bác sĩ ở đây. Tôi sẽ ra ngoài và xem chuyện gì đang xảy ra. Đến phòng chỉ huy, tôi thấy đội trưởng và đồn lầu trang bị đầy đủ vũ khí. Chuyện gì đã xảy ra thế? Trinh sát báo về. Có một lượng lớn người có vũ trang đang tiến về căn cứ. Còn nửa tiếng nữa, tôi đoán chúng ta đã bị lộ. Chúng ta cần phải di chuyển nhanh. Nghiên cứu tiến triển như thế nào rồi? Tôi vừa đến phòng thí nghiệm, phát hiện bác sĩ bị tấn công. Huyết thanh cũng đã biến mất. Có thể có gián điệp trong số chúng ta. Chúng tôi không thể tin được khi nghe điều này, bởi vì tất cả mọi người ở đây đã ở bên nhau rất lâu. Làm sao có thể có nội gián? Có lẽ đó là người ở ký túc xá. Tôi đã để sót kẻ lừa dối nào đó. Trôn liều nói ngay, không phải tôi. Hôm nay tôi thức dậy và ăn sáng, sau đó đi vệ sinh. Chỉ ở trong phòng và chơi game thôi. Mãi đến bây giờ mới ra ngoài. Thôi nào, ngay cả bạn cũng không có đủ can đảm để làm điều đó. Bạn đã gặp Zambo chưa? Hình như hôm nay tôi chưa gặp anh ấy. Và bây giờ tôi chưa thấy anh ấy xuất hiện trong trường hợp khẩn cấp. Đừng nói về chuyện này nữa. Bây giờ, hãy để những người sống khác di chuyển đến nơi an toàn trước. Sẽ có nhiều thời gian hơn. Nói xong chúng tôi hành động. Đến đường chúng phải vượt qua và phục kích chúng. Trôn liều và đồn lầu hỗ trợ hỏa lực từ trên cao. Chỉ huy và tôi chặn từ phía trước. Sau một lúc, đoàn xe chạy tới trước mặt chúng tôi. Thải của phóng lựu lần lượt hạ gục chiếc xe đầu tiên và chiếc xe cuối cùng, cho chúng kẹt hai đầu. Hỏa lực súng trường cũng theo sau. Giết chết nhiều người có vũ trang ngay lập tức. Số còn lại xuống xe chống trả. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị trước, họ đã mất cảnh giác. Chúng đã bị xóa sổ trong một lượt đạn. Trước khi chúng tôi có thể thể pháo, họ có một lượng lớn quân tiếp viện đang đến. Và đây là những đội quân tinh nhuệ. Không ngờ Zambo lại là người dẫn đầu. Hóa ra anh là kẻ phản bội. Tôi không thể chấp nhận sự thật này trong một thời gian. Chúng mạnh đến mức chúng tôi bị trấn áp. Ở tầng trên đồn lầu và chân liều bị bắn đến mức không thể ngẩng đầu lên. Bởi vì có rất nhiều người ở phía bên kia, chúng ta không có lợi thế nếu tiếp tục như vậy. Người chỉ huy nói để đồn lầu và trôn liều đi và tập hợp với người khác trước, hai chúng tôi sẽ rút trong khi bắn sau. Họ cũng theo sát. Đột nhiên, chỉ huy bị trúng đạn và ngã xuống đất. Tôi vội chạy tới đỡ anh ấy dậy, ẩn mình trong một tòa nhà gần đó. Tôi mang theo người chỉ huy bị thương, ẩn nó trong nhà kho. Do bị thương nặng, anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chẳng mấy chốc Zambo đã đến cùng với người của mình. Mau ra ngoài, bạn đã bị bao vây. Hãy ngừng phản kháng không cần thiết, vì chúng ta đã gặp nhau. Tôi có thể nói chuyện với tướng quân. Hãy nương tựa vào ngài, bạn cũng sẽ có địa vị tốt. Nhìn thấy chỉ huy bị thương, tôi biết sự phản kháng là vô ích. Vứt vũ khí và bước ra ngoài. Này Zambo, anh bất ngờ phản bội tổ chức. Anh đã phản bội của người anh từng sống chết cùng nhau. Anh đã quên lời thề của mình rồi sao? Bây giờ là lúc nào rồi? Bạn thấy chúng không? Số ít người ở đó có khả năng chiến đấu. Tất cả họ đều là đám hèn nhát. Họ thậm chí không có kỹ năng sinh tồn cơ bản. Trong những ngày tận thế, kẻ mạnh nhất mới tồn tại. Sẽ khôn ngoan nếu theo họ. Chỉ họ mới có khả năng xây dựng thế giới mới. Chính hắn đã gây ra thảm họa này. Có bao nhiêu người vô tội đã bị giết? Bạn thực sự giúp đỡ tên bạo chúa đó. Không sợ quả báo à? Ha ha ha, số phận của tôi tùy thuộc vào tôi. Quả báo nhãn lồng tôi không sợ. Còn bạn cũng giỏi đó. Đưa được bác sĩ ra, đại tướng rất khâm phục bạn. Lúc này tôi đang dần đến gần anh ấy. Tôi muốn lợi dụng anh ta mất cảnh giác bắt làm con tin. Mặc dù phương pháp này có tỷ lệ thành công thấp, nhưng lúc này tôi chỉ có thể nghĩ đến điều này.
Nhưng nếu tôi tham gia chung, vậy bạn sẽ giao cho tôi vị trí chính thức nào? Cuối cùng chịu giác ngộ, bây giờ tôi là chỉ huy biệt kích. Khi đến đây ít nhất bạn cũng phải là phó chỉ huy, rồi hai chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ vinh quang. Bạn sẽ làm gì với những người sống sót khác? Những người có ích có thể được bố trí làm việc tại thành phố. Giữ người già yếu, bệnh và tàn tật là lãng phí lương thực. Nghe điều này, tôi nhanh chóng lao tới để khống chế anh ta. Nhưng suy cho cùng anh ấy là lính. Sau một lúc, tôi bị anh ta đánh ngã xuống đất. Với chừng đó mà bạn vẫn muốn cần lén ư? Đừng quên rằng tôi đã dạy bạn kỹ năng chiến đấu. Tôi sẽ hỏi bạn lần nữa. Bạn có muốn tham gia cùng tôi gia nhập tổ chức không? Bạn muốn tôi giúp đỡ chúng như bạn? Tôi không thể làm điều đó. Vậy thì đừng trách tôi đã không nể tình bạn cũ của chúng ta nhé. Đợi đã, hãy tham gia tổ chức cùng nhau. Chính người chỉ huy đã nói. Anh chậm rãi kéo thân hình nặng nề của mình đi qua. Bạn đúng, sẽ là khôn ngoan nếu tham gia tổ chức. Tại sao đội trưởng lại nói như vậy? Phải chăng anh ta cũng coi trọng cấp bậc và sự giàu có? Thế có phải hay không? Tương lai anh em chúng ta sẽ ở bên nhau, làm sống dậy ánh hào quang của biệt đội Mồn Lèo. Tôi thấy người chỉ huy đang chậm rãi bước đến bên tôi. Đột nhiên anh ấy đá tôi về phía sau. Chạy mau. Đồng thời anh rút lựu đạn bằng hai tay và lao về phía chúng. Sau một vụ nổ, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều ngã xuống đất. Tôi không có thời gian để buồn, nhanh chóng nhặt xác chỉ huy và đi tìm những người khác. Ngay sau đó siêu chiến binh đã đến hiện trường. Dâm bầu xác chết và bảo anh ấy hãy cứu giúp. Anh ấy liền gọi cho Radford. Đã lấy được huyết thanh. Làm tốt lắm, quay lại ngay nhé. Kẻ phản bội dâm bầu đó thì sao? Anh ta có thể phản bội họ ngày hôm nay, thì cũng có thể phản bội chúng ta vào ngày mai. Không thể giữ loại người này. Bạn dọn dẹp nó đi. Dâm bầu đã được giải quyết. Sau khi gặp mọi người, chúng tôi có buổi đưa tiễn nhanh người chỉ huy. Sau đó thi thể của ông được hỏa táng. Với sự miễn cưỡng, lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy một ngôi trường bị bỏ hoang như nơi trú ẩn tạm thời. Xét cho cùng, cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ. Tình cờ có một phòng thí nghiệm nơi bác sĩ có thể nghiên cứu. Ngày tiếp theo, chúng tôi ra ngoài và tìm kiếm máu của nhiều loại zombie khác nhau cho tiến sĩ điều chế. Chúng tôi bây giờ đối phó với một vài thây ma dễ như ăn bánh. Sau nhiều lần thử, cuối cùng bác sĩ cũng đã tổng hợp được thuốc chặn virus zombie. Bác sĩ tốt quá, bạn đã thực hiện nó. Đây chỉ là kết quả tổng hợp, nhưng không rõ liệu nó có hiệu quả hay không. Tôi vẫn cần phải kiểm tra nó. Chôn Liều lập tức nói việc này đơn giản. Chúng tôi sẽ bắt vài con mới cho bạn ngay. Anh chàng này thực sự rất thông minh. Nó đã nói như thế, đồng nghĩa chúng tôi cũng phải theo. Chứ không thì sao còn là anh em tốt nữa. Tôi chỉ có thể làm theo anh ấy. Sau khi chúng tôi bắt được zombie, bác sĩ mang theo thuốc, ném nó trực tiếp vào zombie. Tôi thấy thuốc dưới lên người anh ấy. Nó hét lên một tiếng thấu trời. Cơ thể dần dần bắt đầu thay đổi. Ngay khi chúng tôi sẵn sàng ăn mừng, đột nhiên zombie ngã xuống đất. Một dòng nước xanh chảy ra. Dường như thuốc chỉ có thể tiêu diệt virus, nhưng người nhiễm bệnh cũng sẽ chết. Chúng tôi chắc chắn có một chút thất vọng. Nhưng bây giờ bác sĩ nói, có thể là tôi đã tổng hợp máu zombie bình thường. Lần sau tôi sẽ thử những zombie đặc biệt, hiệu quả sẽ tốt hơn. Rốt cuộc, zombie càng cao cấp, virus càng tiến triển trong cơ thể. Chúng ta cần phải nhanh lên. Với huyết thanh của Lý Sư, sẽ không lâu đâu. Radford chắc chắn sẽ phát triển một loại virus mới. Khi đó lũ zombie sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh ta và sẽ còn có những giống đáng sợ hơn nữa. Vậy chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm những thây ma đặc biệt ở bên ngoài. Sau đó bác sĩ bảo đợi một chút, tôi sẽ cho bạn thử loại huyết thanh mới được phát triển. Đây là lần cuối cùng tôi tổng hợp phiên bản cải tiến của huyết thanh. Ngoài việc khiến bạn không cảm thấy đau đớn, nó cũng có thể cải thiện các chức năng khác nhau của cơ thể bạn. Sức mạnh và tốc độ của bạn mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng điểm yếu là bộ não. Đừng để kẻ thù làm tổn thương bạn. Lúc này tất cả chúng tôi đều chìm trong những tưởng tượng phấn khích. Chúng tôi sắp bố đời rồi. Nhanh nào, chúng tôi không thể chờ đợi. Sau một thời gian tiêm, chúng tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Chô Liều nóng lòng muốn bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Sau khi giết một vài zombie bình thường, anh ta bắt đầu hét lên zombie chùm. Mau ra đây, tôi muốn chiến với bạn. Đồn lầu và tôi thấy vậy. Trông xấu hổ, đột nhiên có một tia sáng và mặt đất nứt ra. Sau đó, một con quái vật bằng đá nổi lên từ mặt đất. Nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, chúng tôi không dám lơ là, ngay lập tức bắn. Nhưng những viên đạn không thể làm hại được anh ta.
con quái vật trước mặt tôi quá mạnh. Vũ khí chúng tôi có không có khả năng phá hủy nó. Một lần tấn công đã đập chúng tôi xuống đất. Nhìn thấy con quái vật đang đến gần chúng tôi, chôn liều đái ra máu. Đột nhiên một luồng không khí lạnh lẽo ập đến từ phía sau. Con quái vật bị đóng băng ngay lập tức. Chạy mau, bây giờ nó không thể di chuyển được. Hóa ra một người sống sót đã đến cứu chúng tôi. Chúng tôi theo anh ấy và rời đi ngay lập tức. Đến căn cứ của anh ấy. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn vừa rồi. Không có gì, hiếm khi gặp được người sống sót. Tên tôi là Khôn Lường. Súng của tôi là bí mật. Một sinh viên tại viện vũ khí đặc biệt. Chịu trách nhiệm nghiên cứu một số vũ khí. Khẩu súng đóng băng trong tay tôi. Đây là một trong những sản phẩm thử nghiệm. Sau khi virus bùng phát, viện nghiên cứu của chúng tôi đã bị một số lượng lớn zombie xâm chiếm. Nhiều người bị chia cắt. Ban đầu tôi trốn ở đây với một vài người bạn cùng lớp. Nhưng cách đây vài ngày chúng tôi đã ra ngoài tìm nguồn cung cấp. Rồi chúng tôi gặp con quái vật bằng đá đó. Lúc đó tôi đã bất cẩn, nghĩ rằng tôi đã giết anh ta bằng một khẩu súng đóng băng. Những học sinh khác tò mò cũng đi lên xem. Những tưởng rằng hiệu ứng đóng băng đã hạ gục quái vật. Sau đó tất cả họ đã tử trận. Hóa ra là khẩu súng này dù có đóng băng nhưng không tiêu diệt hẳn. Có lẽ điều này là do mọi thứ xung đột với nhau. Cũng đừng buồn quá, có rất nhiều người sống sót trong nhóm của chúng tôi. Bạn có thể đến cơ sở của chúng tôi trong tương lai. Chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc lẫn nhau. Anh ấy gật đầu. Đột nhiên, Chôn Liều nói vậy, tại sao này anh không bắn liên tục? Cho nó đóng băng liên tiếp. Tôi cũng muốn thế. Nhưng cơ giao gần đã bắn một lần. Phải mất một thời gian để sạc lại. Vậy thì chúng ta không thể tiêu diệt con quái vật đó như thế này. Lúc này tôi chợt nghĩ, bất kỳ vật cứng nào ở trạng thái đông lạnh, nó sẽ trở nên rất dễ vỡ. Nếu một cuộc tấn công được thực hiện vào thời điểm đó, liệu nó có hiệu quả không? Tôi đã nói với mọi người suy nghĩ của tôi. Họ nhất trí đồng ý. Sau đó Khôn Lường nói tiếp. Tôi biết có một nhà kho bỏ hoang. Bên trong có một chiếc xe tăng, nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi không biết liệu nó có thể chạy được không? Chôn Liều hưng phấn nói. Tôi là thực tập sinh có 2 năm rưỡi kinh nghiệm sửa chữa ông Tô. Nghe có vẻ không hay nếu không có tôi. Sau đó, anh dẫn chúng tôi tới một nhà kho. Thấy một xe tăng cũ với một khẩu pháo. Chúng tôi không chú ý đến những con quái vật zombie đó chút nào. Chúng tôi ngay lập tức phấn khích. Lúc này Khôn Lương tiếp tục nói. Có một máy bay chiến đấu bên trong. Bây giờ bạn không phải lo lắng về việc không đủ hỏa lực. Trong thời gian còn lại, Chôn Liều đã sử dụng khả năng ca hát và nhảy múa của mình để sửa xe. Chúng tôi bên cạnh cổ vũ anh ấy. Không lâu sau, anh ấy đã sửa chữa thành công tất cả các loại xe. Đờ mờ ảo thật đấy. Chúng tôi đã tiêu diệt rất nhiều zombie trên đường đi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng súng ở phía xa. Chúng tôi đến gần hơn và nhìn thấy. Hóa ra là người sống chiến đấu với con quái vật đó. Nhưng đó chắc chắn là tình huống bạn bị một con quái vật đè bẹp. Hãy nhanh chóng tung ra một đòn tấn công. Trận tầm nhìn của nó. Kể từ khi anh ta ra khỏi xe và bắn súng cơ giao vào con quái vật. Khoảnh khắc quái vật đóng băng, chúng tôi cũng ngay lập tức bắn anh ta. Nổ một tiếng. Nó đã bị nổ tung thành từng mảnh. Tiếp tục tập trước, chúng tôi đã loại bỏ được người đá, cứu được một người sống. Đã biết được sau khi trở về nơi trú ẩn, hóa ra anh ta là phi công của lực lượng không quân. Tên là Michael Sockson, vì không chịu nổi tướng quân, để họ không kích căn cứ của người sống. Khi giết những người vô tội, nhóm của anh quyết định đào tẩu. Kết quả là anh ta bị săn lùng, anh ấy là thành viên duy nhất còn lại của đội. Tướng quân hiện đã phái một lực lượng lớn, bao vây và đàn áp những kẻ nổi loạn sống sót. Nếu tôi không gặp bạn, có lẽ đã đăng xuất rồi. Cảm ơn tất cả. Không có chi, chúng tôi cũng là mục tiêu bị bao vây và trấn áp. Nếu vậy, hãy cùng chúng tôi chiến đấu chống lại chúng. Tình cờ chúng tôi có một chiếc máy bay. Tôi lo lắng không ai lái. Bây giờ bạn ở đây. Chúng tôi có trang bị trên bộ và trên không để chiến đấu với chúng. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, solo chúng như trứng trọi đá. Cả số lượng người và số lượng thiết bị đều không thể so sánh được. Chỉ có thể khôn ngoan hơn. Vậy thì hãy tấn công căn cứ của hắn. Thổi bay tất cả thiết bị của họ. Tôi nghĩ thế này, sử dụng máy bay để làm nổ tung căn cứ của họ. Điều kiện tiên quyết là phải phá hủy trạm dây đao của chúng trước. Bằng cách này tôi có thể cắn trộm. Sau đó hãy chuẩn bị hành động. Bạn ở chế độ chờ trên máy bay, đợi cho đến khi chúng tôi rời khỏi trạm dây đao và gửi tín hiệu cho bạn. Nói xong, chúng tôi lặng lẽ đi đến vùng ngoại ông của trạm dây đao. Tôi thấy nó được bảo vệ nghiêm ngặt ở đó. Tôi và Chôn Liều quyết định lẻn vào và cài bom. Những người khác đang canh gác bên ngoài. Chúng tôi đã hạ gục một số người có vũ trang trên đường đi. Đến trạm dây đa, lấy quả bom C4 ra, đặt thời gian, rồi quay trở lại con đường đã đến. Đột nhiên tôi gặp một người tuần tra giữa đường, liền trốn thật nhanh. Tôi thấy anh ấy đến gần Chôn Liều và huýt sáo. Sau đó một làn nước ấm đổ lên đầu anh ấy. Hắn lúc này không dám lên tiếng. Tôi gần như cười lớn. Khi tôi thấy anh ấy là người duy nhất ở gần, tôi xử lý anh ta một cách dứt khoát. Chôn Liều nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ và nói, tại sao cậu không giết hắn sớm hơn? Tôi đã nói với một cách vui vẻ, tôi lo lắng sẽ có những người khác ở gần. Tôi sợ đánh rắn động cỏ. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ nói với ai khác về điều này. Ha ha ha, tôi ra ngoài và gặp họ. Một lúc sau, có một vụ nổ lớn ở trạm Zeta.
Tôi nhanh chóng thông báo cho anh Công rằng đã đến lúc tấn công. Chúng tôi nhanh chóng sơ tán hiện trường. Anh Công lái chiếc MiG-29 chở đầy bom trên không, bay về phía căn cứ mục tiêu. Sau một cuộc không kích, hầu hết máy bay và xe tăng của họ đều bị phá hủy. Điều này đã phá hủy hoàn toàn phần lớn hiệu của chiến đấu của chúng. Các năm cũ sau khi biết được căn cứ đã bị đánh bom, tức giận, đã ra lệnh kích hoạt bom hạt nhân, san bằng thành phố. Cậu học sinh ngủ gật trong lớp kia xuống văn phòng của tôi sau khi hết tiết. Ha ha ha. Hóa ra là một giấc mơ, nhưng điều này quá thực tế. Nó giống như trải nghiệm cá nhân. Tiến sĩ Bảy, chỉ huy và Jambo, có vẻ như họ đang thực sự đến. Cuộc thi trượt tuyết năm nay, bạn sẽ đại diện cho trường của chúng ta thi. Tôi tin bạn. Đừng quan tâm quá nhiều đến kết quả. Chỉ cần nỗ lực hết mình. Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ làm càn. Báo cáo, hai tên cướp bị chúng tôi bắn chết. Không có ai bị thương tại hiện trường. Các bạn thấy hay cho gấu đi cài xin một like nha. Cảm ơn mọi người nhiều.